Thưa quý bà con cô bác, và chào quý anh chị em. Hôm nay TV xin thông báo cho quý anh chị em về cái bản tin rất là đặc biệt nha. Bản tin rất là hệ trọng cho cái đất nước của chúng ta. TV nghĩ cái bản tin này nó có thể làm thay đổi rất là lớn ở trong cái đất nước của mình. Thành ra mong rằng quý anh chị em lắng nghe cho đến phút chót nha. Nó quá nhiều tin tức về cái sự việc này. Thành ra đó hồi sáng tới giờ thì TV phải ở bên đây vào lúc 6 giờ chiều rồi. Còn bên Việt Nam thì 6 giờ sáng ngày 11 tháng 2 năm 2019. Thì qua cái đoạn clip mà chúng ta thấy là bên tay trái người bằng áo đen đó là anh Bùi Thanh Hiếu, người buôn gió đó. Và bên tay phải chúng ta thấy anh bạn áo xanh đó là nhà báo Lê Trung Khoa. Hai người cũng là nhà báo hết. Chút xíu nữa thì TV256 cho quý anh chị em nghe cái đoạn nói chuyện giữa ông Bùi Thanh Hiếu và Lê Xuân Khoa. Và sau đó có rất rất nhiều tài liệu của anh Bùi Thanh Hiếu, anh viết để lại cho chúng ta rất là nhiều điều mà quý anh chị em cần phải tìm hiểu. TV256 nếu mà có thời giờ thì sẽ ráng hết sức đọc hết tất cả những cái tài liệu của anh Bùi Thanh Hiếu đưa ra. Mà mong quý anh chị em thông cảm dùm, tại vì cái sức người cũng có hạn. Có thể cái video này nếu mà TV256 đọc đó, thì có thể nó sẽ dài tới có khoảng 2 tiếng thôi. Còn nếu mà không hết đó, thì lần sau TV sẽ đọc thêm. Chứ hiện tại đó mình thấy nó quá nhiều vấn đề để mình có thể mà là mình bỏ trên cái clip này. Để mà cái clip này nó trở thành một cái tài liệu. Mà những cái tài liệu mà như vậy đó, Nó có thể làm sụp đổ cái chế độ cộng sản trong một tương lai rất là gần. Bây giờ thì trước khi cho có thể là quý anh chị em đã thấy cái clip của TV256 đã đưa lên cái cuộc nói chuyện này giữa anh Bùi Thanh Hiếu và anh Lê Trung Khoa. Nhưng mà mong rằng quý anh chị mà đã nghe rồi cũng nên nghe lại. Vì TV256 đã nghe ít ra nhất là cũng là 4 lần. 4 lần cái đoạn video clip này. Tại vì TV256 thấy cái sự hệ trọng của nó thôi. Và TV vào cái trang nhà anh Bùi Thanh Hiếu. Vì là TV sợ rằng tất cả những gì anh viết lên cho chúng ta có thể bị Facebook gỡ xuống, như anh đã từng bị như vậy. Thành ra đó TV giữ lại tất cả những tài liệu này để không thể nào mà xóa bỏ được. Thành ra TV sẽ đọc ở trong cái phần YouTube của mình, cũng sẽ rất là khó xóa được những tài liệu của anh Bùi Thanh Hiếu đã cung cấp cho chúng ta. Thì cái sự việc đó là TV256 nghĩ là quý anh chị em biết rõ là anh Trương Duy Nhất, nhà báo Trương Duy Nhất đã bị bắt cóc. Nhà báo Trương Duy Nhất là một cũng như là ký giả của tờ báo Đà Nẵng á. Và sau này cũng là tờ báo ký giả của tờ báo Đại Đoàn Kết nha. Thì hiện tại thì TV cho phóng lớn lên cái này cho quý anh chị em thấy là ông Nguyễn Phú Trọng, và ở Việt Nam Express là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nha, bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh, đăng vào ngày 6 tháng 12 năm 2016 vào lúc 12:27. Đây là Nguyễn Phú Trọng, bằng chứng Nguyễn Phú Trọng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
bằng mọi giá đó. Thành ra đó, có thể quý anh chị em ở trong nước thì không biết, chứ ở hải ngoại này người ta biết điều đó. Thì hôm nay thì anh chuyên duy nhất của báo mà Đại Đoàn Kết hoặc là báo Đà Nẵng đó cũng đã bị bắt như vậy. Khi anh Trương Duy Nhất đến Thái Lan để tị nạn, thì khi mà đến Thái Lan tị nạn thì vào cái ngày 25 tới tháng Giêng thì anh được Phủ cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc công nhận rằng anh là một cái người tị nạn chính trị. Và khi đó anh rời khỏi trụ sở cao ủy Liên Hợp Quốc thì anh bị biến mất tiêu vào ngày 25 tây tháng giêng năm 2019. Thì quý anh chị em TV mời lắng quý anh chị em lắng nghe cái clip này. Nếu mà đã nghe rồi cứ nghe lại đi, nó có nhiều cái chi tiết rất là đặc biệt mà các anh chị em cần phải quan tâm. TV bây giờ TV đóng cái này lại ha. Rồi TV cho quý anh chị em nghe cái bài phỏng vấn của anh Lê Trung Khoa đối với anh Bùi Thinh Hiếu, người buôn gió nha. Để TV cho quý anh chị em nghe. Hiếu. Vâng, chào các bạn. Hôm nay tôi đến chỗ văn phòng của anh Bùi Thinh Hiếu, tức là blog người buôn gió. Thì trong thời gian vừa qua thì như các bạn cũng đã biết, rộ lên trên mạng xã hội, các truyền thông trong và ngoài nước Đức cũng như trên thế giới miêu tả rất nhiều những cái thông tin về việc mất tích của ông Trương Duy Nhất, được cho là mất tích ở Thái Lan, với tình tiết là bắt theo như Bùi Thinh Hiếu đưa ra thì anh ấy nói rằng là bị bắt cóc và bị mật vụ Việt Nam bắt cóc. Vậy để trả lời rất là nhiều những câu hỏi của người Việt Nam quan tâm đến vụ việc này cũng như có những cái tình tiết mới, thì vậy hôm nay tôi gặp anh Hiếu và anh có thể cho biết thêm cái thông tin về cái việc này. Vậy vì sao cái việc lần đầu tiên anh đưa cái tin này ra vào ngày 26 tháng 1 năm 2019 là việc ông Trương Duy Nhất có thể đang bị lập kế hoạch bắt cóc và sau đó đúng quả thật là bị như vậy? Thứ nhất là về cái chuyện mà anh sang Thái Lan từ ngày 19 đến ngày 21. Từ ngày 19 thì anh sang Thái Lan, thì đến các cái ngày 23, 24 thì tôi cũng biết được là anh Nhất anh đang có mặt ở Thái Lan và anh đang xin cao ủy xin tị nạn. Thì lúc đấy thì tôi được một cái nguồn tin thì trong nước người ta cho biết là bên Tổng cục 2 họ cũng đang được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lúc đấy là ngày 21 thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đến Tổng cục 2 quân đội với cái nội dung là kiểm tra tình trạng là sẵn sàng chiến đấu. Kiểm tra tình trạng là trước khi là có cái từ mà kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của Tổng cục 2 ấy, thì nó ngầm cho người ta hiểu rằng là đấy là bắt đầu là có một cái nhiệm vụ mới. Thì cái Tổng cục 2 này do cái Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, thì là cái số họ hàng với ông Thân Đức Lam. Ông Thân Đức Lam thì ông là người mà đã là phe ruột của Nguyễn Xuân Phúc, rồi cũng đưa Nguyễn Xuân Phúc lên làm, đã bỏ tiền ra rồi đưa Phúc từ Đà Nẵng ra Trung ương, rồi từ Trung ương bắt đầu đưa lên làm Thủ tướng như ngày nay. Thì khi mà Phúc đến gặp Trung tướng Phạm Ngọc Hùng ấy, thì là có nguồn tin tiếp là có cái lệnh là đi sang thực hiện cái nhiệm vụ đi bắt Nhất về. Thì tôi cảm nhận được cái điều đấy, thì tôi cũng biết một cái sự gấp rút là tôi bảo là Tổng cục 2 đang nhận nhiệm vụ của Nguyễn Xuân Phúc để thực hiện một vụ bắt người ở nước ngoài. Thì lúc đấy là nhiều người ta cũng xôn xao là không, là bắt người nào ở nước ngoài, người ta hỏi tôi cũng không muốn trả lời rõ ràng. Sau đấy thì cái sự gấp đấy của tôi là tôi bị xóa mất Facebook, báo cáo bị bọn lực lượng dư luận viên báo cáo Facebook rồi bị xóa mất cái tốt đấy. Và tiếp đến là tôi bị khóa 3 ngày thì tôi không thể nào nói được gì được. Thì cái tôi thấy cái vụ của Trương Duy Nhất này này thì là một cái đối thủ mà Trương Duy Nhất thì
như dư luận đã nói thì là có thân với cái cậu Vũ Nhôm, cậu Vũ Nhôm ở Đà Nẵng, thì Vũ Nhôm thì là cái người mà Phúc thì rất là ghét, rồi truy tìm bao nhiêu tận diệt để truy lùng và tận diệt đến đất lơi, giết đến đất lơi. Thì ông nhân này thì là ông ấy là cũng thân với Vũ Nhôm, rồi ông ấy trước kia ông ở Đà Nẵng thì ông ấy là thân với ông Mà Thanh, thì ông ấy có nhất thì tôi nghĩ ông biết nhiều cái thông tin về cái vụ việc xung quanh Vũ Nhôm. Và trước duy nhất chẳng hạn là ngay cả cái thời kỳ từ thời xa xưa, rồi là ông Nguyễn Xuân Phúc cả Vũ Nhôm là còn đèo nhau trên những cái xe máy rồi đi chạy đi, xong rồi là kiếm chắc những cái công trình như nào lúc ông Phúc ông làm giám đốc sở kế hoạch. Cái đấy thì lúc đấy tôi nói cái chuyện đấy thì nhiều người ta bảo là làm gì có chuyện hồi đấy thằng Vũ tanh nhái nhét tanh con thì quen biết gì được với phó giám đốc sở Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng mà tôi cũng có một cái tấm hình, mà tôi có cái tấm hình của Nguyễn Xuân Phúc cả Vũ Nhôm từ hồi rất là xa xưa để chứng minh rằng là cả Phúc cả Vũ Nhôm là có quan hệ từ trước, rồi có quan hệ làm ăn rồi dây mơ dây mài với nhau. Rồi sau này thì Vũ Nhôm nó đi theo ông Nguyễn Bá Thanh, thì Phúc thì đó đi ra ngoài, thì Thanh cả ông Thanh và Phúc thì lại lúc đấy là vì tranh nhau sự là yếu tố miền Trung, mà muốn được lọt vào bộ chính trị để làm nhân yếu tố miền Trung là một trong bốn trong tứ trụ, thì ông thì trở nên là thành là kẻ thù với nhau. Thì đến lúc ông Thanh và Phúc ngạo mà trở thành kẻ thù với nhau, thì khi này Phúc nó nắm quyền rồi thì tất cả những cái bè phái của ông Thanh thì bị giật là chuyện tất nhiên. Vâng, theo anh như vậy là những cái thông tin như anh cung cấp thì có lẽ là anh chưa duy nhất anh đã có nắm giữ những cái bí mật nào đó rất quan trọng ở Việt Nam và có thể ảnh hưởng đến nhiều những cái người trong bộ chính trị cũng như là những cái người cán bộ cấp cao ở Đà Nẵng và trên Trung ương. Vậy anh có thể cho biết thêm những cái thông tin cái này thì anh rất này. Thì tôi nói là anh thân với anh bởi ông Nguyễn Bá Thanh, mà ông Nguyễn Bá Thanh thì trước kia ông làm trưởng ban nội chính của Trung ương đấy. Lúc đấy thì những cái hồ sơ về các cái nhân vật quan chức như thế nào thì ông Nguyễn Bá Thanh cũng có hết. Thì chúng ta cũng không loại trừ rằng là anh nhất là anh ấy thông qua cái sự việc mà ông thân với người Mà Thanh ấy, thì anh có lắm được những cái hồ sơ, những cái thông tin, những cái vụ việc của các quan chức, đặc biệt là Nguyễn Xuân Phúc. Vâng, và anh có thể tả thêm cái thông tin và anh là cái người đầu tiên loan tải cái việc ông Trương Duy Nhất mà như anh nói là bị Tổng cục 2, tức là Tổng tình báo quân đội bắt cóc tại Thái Lan. Vậy Thái Lan là một nhà nước quân chủ mà cũng khá là nhiều đảng phái khác nhau, thì tại sao lại xảy ra những việc này ở lực lượng cảnh sát đó và tại sao lại có cái sự quan hệ với cả Việt Nam như vậy ạ? Cái chuyện là cảnh sát Thái Lan thì họ bây giờ họ trong cái chế độ của họ thì họ cũng phức tạp, thậm chí là họ có thể là ăn hối lộ để là lọ kia rất là nhiều. Trước đây thì cảnh sát Thái Lan đã giúp cho cái bọn cho cảnh sát Việt Nam hoặc là cơ quan tình báo Việt Nam bắt rất là nhiều người đưa về Việt Nam. Cái tổ chức nhân quyền quốc tế chắc họ lưu giữ vài trường hợp về những người đấu tranh chính trị mà bị bắt đưa về. Nhưng mà tôi nói cho anh biết là có rất là nhiều trường hợp nó không phải là những người đấu tranh chính trị đã bị cảnh sát Thái Lan bắt và giao cho Cộng sản Việt Nam đưa về qua một con đường riêng. Tức là nếu mà họ đưa qua con đường chính thức thì họ thấy nhiều khê rồi thấy phiền phức, chẳng hạn như người tội phạm như kiểu như là lừa đảo rồi là cướp bóc rồi trấn lột ấy, thì khi cảnh sát Việt Nam nó đưa cái hồ sơ đấy cho cảnh sát Thái Lan và đây là thằng này là trộm cắp, thằng này là lừa đảo ấy, mà bây giờ thì bọn mày giao cho tao thì tao đưa nó về luôn, khỏi phải thông qua rồi các cái thủ tục về ngoại giao các thứ, nó phiền phức mà không đáng là như thế, rồi tao kiểu đưa cho bọn mày ít tiền. Thì cái bọn cảnh sát Thái Lan thì có một số bọn thì nó nhìn thấy là đúng là thằng này là đối tượng này là lừa đảo hoặc là trộm cướp hay là gì đấy thì thôi thì nó bắt thì nó đưa luôn cho bọn Việt Nam, nó quả đưa hơn qua biên giới luôn. Về Campuchia thì gần như là nhà nước Hun Sen nó thân với chế độ Cộng sản Việt Nam rồi thì nó không thành vấn đề, thì nó muốn đưa về nào cũng đưa. Thì xong ở trên cái cơ sở đấy thì có thể là Tổng cục 2 như vậy nó mang tiền bạc sang rồi nó cũng lập lên một cái hồ sơ giả, chẳng hạn là những cái hồ sơ giấy chứng nhận Trương Duy Nhất là kiểu như là có dính dáng đến những cái vụ mà lừa đảo bất động sản lọ kia các thứ, rồi nó đưa cho bọn các bọn cảnh sát đấy, thì bọn cảnh sát đấy thì nó cứ tưởng là đây là thằng này cũng như cái bọn kia thôi, đều được mớ tiền thì bắt đầu nó đi nó truy tìm, nó
trích xuất từ camera rồi nó sử dụng các biện pháp định vị rồi sử dụng các biện pháp đấy kết hợp với bọn tổng cục 2, nó có những cái người mà gọi là tay chân của chúng nó làm ở trong những cái cộng đồng người Việt ở Thái Lan đấy, nó kêu gọi điện nó báo lại cho bọn cảnh sát Thái Lan là ông Nhất đang ở cái số điểm này này, thì bọn cảnh sát Thái Lan nó đi đến đấy nó bắt mà nó giao lại cho bọn tổng cục 2. Vâng, thế thì cũng khá nghiêm trọng, bởi vì theo cái điều tra riêng của tờ Thời báo chúng tôi thì tôi cũng đã liên hệ với nhiều những người Việt Nam hiện nay đang tị nạn từ Việt Nam chạy sang Thái Lan, thì họ cũng nói rằng là ở bên đó quả thật là cảnh sát họ cũng ăn hối lộ và tham nhũng cũng khá giống Việt Nam, đúng không ạ? Vâng, thì điều đấy cũng gây cái nguy hiểm cho những cái người mà người ta tới mà tị nạn chính trị thì cũng có thể dễ bị bắt cóc hoặc là bị những cái trường hợp như anh vừa nói. Và cũng qua đây tôi cũng thông báo với cả bạn đọc rằng là trong tuần vừa qua, cuối tuần vừa qua, sau khi anh Bùi Thị Hiếu có thông báo về việc ông Trương Duy Nhất được cho rằng đã bị Tổng cục 2 bắt cóc tại Thái Lan, thì tôi cũng đã gửi thông tin chính thức của tờ Thời báo gửi về Bộ Quốc phòng và Tổng cục 2 tại Việt Nam để hỏi về cái vấn đề này. Nhưng cho đến hiện nay, nhiều ngày trôi qua thì Tổng cục 2 cũng vẫn im lặng. Và như các bạn đã biết thì Tổng cục im lặng thì đấy là một tín hiệu gì? Thì các bạn cũng tự tìm hiểu thêm, nhưng mà cho đến nay chúng tôi không nhận được câu trả lời của Tổng cục 2 về cái việc này, nhận trách nhiệm hay không nhận trách nhiệm, và họ vẫn đang im lặng. Tôi cũng thấy rằng là anh cũng có nhiều cái quan hệ đối với cả những cái người ở Thái Lan trong thời gian vừa qua, vậy anh có thể cung cấp thêm cái tình tiết về vụ này? Thì về cái tình tiết mà tôi cung cấp thêm cho anh thì ngoài những cái gì mà tôi viết tôi đưa lên trên Facebook ấy, thì tôi còn có những cái bằng chứng riêng và thông tin riêng, thì tôi cũng cho sẽ anh xem nó vậy. Khi mà anh đến đây thì tôi cũng đã cho anh xem những cái bằng chứng đấy về cái chuyện bắt cóc và những cái hình ảnh khác về trên thứ nhất khi bắt cóc, đúng không? Anh cũng đã xem tận mắt, anh nhìn thấy rồi, thì anh cũng phải hiểu cho tôi là tôi để đảm bảo cái nguồn tin thực sự là anh và tôi thì từ bây giờ là anh em mình ở đây là cái chỗ mà tôi tin tưởng anh thì tôi cho anh xem thôi, chứ còn nhiều những cái người khác rồi hay là các cái đài báo khác rồi họ cũng có ý là muốn hỏi tôi câu là tôi căn cứ vào đâu mà tôi khẳng định rằng là Trương Duy Nhất bắt, thì tôi không thể nào tôi bảo là tôi căn cứ vào đây, tôi có bằng chứng này tôi đưa ra, đúng không? Anh cũng biết là giờ phút này thì tôi nói thật sự với anh là tôi cũng không thể nào tôi tin được những cái người đấu tranh dân chủ hay là những cái đài tờ báo mà họ bảo là họ đấu tranh dân chủ, tất là có thể là cái tờ báo đấy nó đấu tranh cho tự do dân chủ, nó phục vụ cái mục đích cao đẹp, nhưng mà mình không thể nào loại trừ là trong đấy là có người của cộng sản lắp cài vào, đúng không? Một cái tờ báo không bán người, cái chuyện đấy thì tôi phải cảnh giác. Còn chuyện đương nhiên là như anh, một mình anh là một tờ báo thì cái chuyện đấy tôi có thể chia sẻ cho anh xem một cái thông tin, và cái thông tin đấy thì anh đã được nhìn tận mắt rồi, đúng không? Để khẳng định cái việc mà bắt cóc nó xảy ra như nào thì anh nhìn rồi, những cái hình ảnh này mà anh ra xem thì rõ ràng là nó chỉ có là việc xảy ra khi mà cái việc là bắt người nó xảy ra thôi, đúng không? Đấy, những cái hình ảnh đấy này cái này thì đấy, đúng không? Vâng, cái này thì nếu mà tôi cũng có thể là anh hỏi tiếng Đức nhiều hơn tôi, và anh thì anh có quan hệ được với báo chí của Đức, thì anh lớn như anh có đảm bảo được với việc đảm bảo mà bảo vệ được nguồn tin ấy, thì tôi cũng sẵn sàng tôi cung cấp cho anh, thì anh làm việc với báo chí Đức hoặc là với Bộ Ngoại giao Đức những cái thông tin này về những cái bằng chứng này. Vâng, thì đúng quả thật thì tôi cũng trực tiếp chứng kiến những cái hình ảnh rất là chi tiết và cụ thể về những cái tình tiết có thể liên quan, tức là đến vụ bắt cóc này mà không phải tự nhiên đều bày ra trước mặt như tôi đã thấy ở đây. Vâng, thế thì cái này thì này có thể là chúng ta sẽ bị những cái sự kích bác là kiểu như chúng ta nói mò rồi chúng ta bằng chứng đâu những thứ kia, đấy là những cái nói mò để chúng ta phải tung cái này ra, nhưng mà tôi nói với anh là cái chuyện này là nó ảnh hưởng đến một tin. Cái thứ hai là cái cộng sản là cái người bắt cóc ở Việt Nam ấy, thì họ cũng chưa biết rằng là tôi đang căn cứ trong tay những bằng chứng như thế nào. Vâng, thì đúng quả thật như vậy. Thì hiện nay theo tôi được biết trong tuần vừa rồi, cuối tuần thì Bộ Ngoại giao Đức, Cộng hòa Liên bang Đức cũng đã có công văn để gửi hỏi phía Thái Lan về cái vụ bắt cóc này, bởi vì nó khá tương đồng với cái việc mà ông Trịnh Xuân Thanh trước đó đã bị bắt cóc, và phía Đức cũng rất là quan tâm. Thì nếu mà quả thật sau khi phía Thái Lan điều tra như phía Đức mà tìm ra được những bằng chứng và tìm ra được những cái đường dây để bắt cóc ông
thì sẽ là một cái điều rất là mệt mỏi. Tôi nghĩ là cái vụ này là rất là khó khăn với Việt Nam, nó dây dưa với cái cảnh sát Thái mà ăn tiền hối lộ để nhận tham nhũng ấy, thì người Thái người ta phải chính quyền Thái thì họ phải cân nhắc cái vấn đề này, nếu mà đưa ra thì họ bị ảnh hưởng quốc tế, có thể là họ sẽ đưa ra hoặc là có thể họ sẽ ém nhẹ cái việc này, nhưng mà dù sao họ ém nhẹ hoặc là họ đưa ra đi chăng nữa thì trong tay tôi thì vẫn có những cái bằng chứng cuối cùng của anh nhất, trước khi anh nghĩ bằng chứng cuối cùng của anh nhất là trong tay của tổng thống, đúng không? Vâng. Cái này là một cái điều rất nguy hiểm, là khi mà anh biết rằng là khi trước đây cái vụ chị Xuân Anh xảy ra ấy, thì cái lối viết của tôi là tôi viết nó cứ nhiều người rất đòi hỏi tôi là bằng chứng đâu rồi, hay là tôi bịa đặt lên chuyện chị Xuân Anh nhảy trốn trong Đức, hoặc là bịa đặt tôi gặp chị Xuân Anh trong Đức. Tôi cũng phải là kiên nhẫn, tôi không bị mắc mưu vào cái chuyện mà họ kích bác đấy để đưa hình ảnh chị ra. Nhưng mà cuối cùng thì anh cũng rút cuộc, anh biết là chị Xuân Anh ở các lên này, đúng không? Và họ đến gặp tôi và trao tôi các tài liệu một cái chuyện đấy. Tôi khi đấy mà thủ đoạn của cái bọn những người tò mò thì chúng ta không làm gì được, người tò mò thì chúng ta muốn biết là rõ ràng bằng chứng đâu, nhưng mà nhiều khi là chính là cái bọn dư luận viên, bọn cộng sản là trá hình trong cái hàng ngũ người dân chủ, rồi nó tắc mắc, nó đòi hỏi mình là bằng chứng đâu hay sao đâu để mình đưa ra, để mà chúng nó biết là mình có cái gì, mình giữ cái gì, để nó phục vụ cho cái mục đích của chúng. Thì mình làm báo, làm truyền thông, nhiều khi là mình phải đối diện mình cái câu hỏi đấy, những cái nghi ngờ, cái chất vấn đấy, thì mình cũng phải có cái sự mà kiên định của mình, không vì tự ái và tự tiếc mà mình đưa ra như thế. Cái việc này thì bây giờ là anh nhất là bây giờ đến là từ hôm bắt cóc, từ hôm 26 cho đến hôm nay thì là cũng khá lâu rồi. Vâng. Vâng. Mình phải đến nửa tháng rồi. Mà các nguồn tin thì hầu như là đưa ra đều, họ đều không muốn khẳng định là anh nhất là bị tổng cục 2 bắt cóc. Thậm chí là có những người mà có tên tuổi ở trong cái giới gọi là lề trái Việt Nam như nhà văn Nguyễn Quang Lộc, thì ông còn đi xa hơn nữa là ông khẳng định là ông đưa ra một cái giả thuyết là có thể là Nguyễn Văn Trương Duy Nhất là bị một cái thế lực nào đấy bắt và đang đứng ở Thái Lan, chứ không phải là tổng cục 2 hay là tổng cục 3. Vì theo ông ta nói thì nếu mà tổng cục 2 là tổng cục 3 bắt thì đã dò gì thông tin ra ngoài, tức là cái sự mà suy luận là nếu như bắt thì dò gì thông tin ra ngoài là một suy luận nó rất là vớ vẩn. Nhưng mà cái quan điểm đưa ra là Trương Duy Nhất là bị một cái thế lực nào đấy bắt ở nước ngoài rồi giữ ở Thái Lan là một cái rất là nguy hiểm cho ông Nhất, tại vì thế lực đấy là thế lực nào, không phải cộng sản Việt Nam thì nó là thế lực nào, nếu mafia rồi nó thủ tiêu ông Nhất thì như thế là một cái dọc đường. Tôi nghĩ là một cái sự mà không hiểu là vô tình hay là cố ý, nhưng mà cái ý kiến đấy của ông Nguyễn Quang Lộc là dọn đường cho nếu như cái bọn bắt cóc nó có bắt cóc thật thì nó có thể thủ tiêu Nhất, hoặc là nó có thể là hại gì Nhất ở bên nước ngoài và không ai biết đấy ở đâu. Thì cái đấy là cái tôi rất là đáng lo cho số phận của Trương Duy Nhất. Tuy rằng ông Lộc ông bảo là vì ông với tôi rất là quan tâm đến ông Nhất, để quan tâm đến sinh mạng của ông Nhất, mà khi ông quan tâm thì ông lại nói những cái, ông đưa ra những cái quan điểm rất là bất lợi cho Nhất, sau rồi lại nói những cái kiểu là Nhất là không phải dây dưa đến chính trị gì đâu, mà dây dưa đến bè phái, thì là Nhất dây dưa đến kinh tế này kinh tế kia, cứ mồm thì nói những câu như thế, nhưng mà trong lòng mồm thì nói ra những cái điều mà rất là hại cho ông Nhất, nhưng mà vẫn cứ bảo là tôi phải lo cho số phận anh Nhất, rồi anh ý kiên trì lắm, anh ý cái đó cái kia lắm. Thì tôi thấy là cái việc trong cái giới lề trái của Việt Nam trí thức, rồi là những cái nhân vật phản biện mà được dư luận trước nay tôn sùng, đến bây giờ thì cũng cần phải nghĩ lại, đánh giá lại những cái nhân vật này. Vâng, thì cũng qua đây cũng xem lại những cái thông tin mà trong thời gian vừa qua những cái blogger hoặc là những cái người đưa, cũng rất hay đưa những nguồn tin mà được đông cái người theo dõi trong nước, ví dụ như là với blogger tức là Oxin, đúng không ạ, tức là anh Huy Đức. Thì cho đến ngày hôm nay thì anh ấy cũng không có một cái commentar, không có viết một dòng nào về cái việc này. Mà trước đấy thì như mọi người cũng đã biết và anh cũng đã nhìn thấy là anh Huy Đức là cái người đã đón ông từ nhà tù, Trương Duy Nhất từ nhà tù ra, đúng không ạ, tức là bắt đầu đón đếm đi về. Thế thì họ có vẻ là rất thân nhau mà không nói gì cả, thì anh giải thích cho cái việc này thế nào? Tôi nghĩ rằng là cái anh Nhất thì anh ấy phục vụ cho anh ấy, tức là anh Nhất thì anh ấy thân bên Bú Nhôm, rồi bên Bú Nhôm ở bên tổng cục Lâm, đúng không? Còn anh Oxin thì anh ấy lại thân với bên Phúc, ở bên Trọng, ở bên tổng cục 2.
thì cái chuyện mà khi mà Tổng cục Lâm mà bắt chị Xuân Thanh đưa về mà định có một khó thời gian để mà sắp xếp để mà phi tang dấu vết hoặc là để chuẩn bị thì anh Oxin thì anh tung luôn để gây khó cho Tổng cục 2, à Tổng cục Lâm. Nhưng mà khi mà Tổng cục 2 bắt thì đương nhiên là anh Quy Đức thì anh không nói gì, và có thể là anh còn tiếp tục là anh bảo vệ, tại vì khi ngày mấy ngày hôm sau thì anh Quy Đức thì anh vẫn còn nói với qua cái từng cái thông tin anh đưa cho các cái người đấu tranh khác thì anh bảo là Trương Duy Nhất thì chưa bị bắt đâu, đấy là tức là không có chuyện bị bắt đâu, chưa có tin gì về cái việc bị bắt bớ cả, như anh khẳng định là Trương Duy Nhất là không phải bị bắt đâu, tức là như thế là để kéo dài thời gian cho cái bọn bắt cóc nó có thời gian nó ép buộc anh Trương Duy Nhất phải nhận tội hoặc là có thời gian nó xóa những cái dấu vết đi về vụ bắt cóc đi, không để lại những cái tăng chứng lộ nhiều như cái thời kỳ mà bắt chị Xuân Thanh, như để lại các thứ bao nhiêu tăng chứng lộ. Vâng, thì quả thật trong chứ cái việc mà anh Trương Duy Nhất mà anh thân với anh Trương Duy San, anh thân với Trương Duy Nhất thì nó chỉ là cái mục đích là kiểu như là cùng một cái mục đích nhất thời, là lúc đấy cả hai đều muốn là tấn công của Nguyễn Tấn Dũng, anh hiểu không? Thì là cùng một mục đích thì bắt đầu là anh Trương Duy Nhất thì anh đến anh ve ván như thế để rủ Nhất để chửi Nguyễn Tấn Dũng cùng với mình. Trước đây thì anh Trương Duy Nhất thì anh Trương Duy Sam thì anh cũng rủ tôi chửi Nguyễn Tấn Dũng, thì tôi cũng bảo là định mẹ bây giờ nó hết mẹ thời rồi, nó chết rồi, tôi chửi thằng béo thì tôi chỉ chửi thằng Mạnh thôi. Thế tôi nói luôn là thế thôi, bây giờ ông với tôi phải chửi thằng Trọng và Phúc, thì còn ông định mẹ đi chửi thằng nào giống chửi chứ tôi cứ thằng nào định mẹ cầm quyền, cứ cầm quyền cầm chức là tôi chửi. Thế mai kia mà thằng Trọng hay thằng Phúc mà nó lại bị về hưu như thế thì tôi lại không chửi được, tôi lại chửi sang thằng nào lên thì tôi chửi tính của tôi đó thế. Vâng, thì quả thật trong thời gian năm cuối năm 2017 và vừa qua đã xảy ra cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại trung tâm Berlin, và cho đến ngày nay thì theo như tôi được biết cũng như thông tin gần nhất mà thời báo đã đưa vào ngày 7 tháng 2 năm 2019, tức là cách đây khoảng 2-3 ngày, thì bà Thủ tướng Angela Merkel có gặp ông Tổng Thủ tướng Pereni của Slovakia tại Bratislava, và tại đó thì bà ta và ông Thủ tướng Slovakia đều nói trong cuộc gặp song phương này về cái việc mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thì điều đấy chứng tỏ rằng phía Đức hiện nay vẫn rất quan tâm và vẫn tiếp tục giải quyết cái vấn đề này đến nơi đến chốn, và hiện nay Tổng công tố Liên bang Đức vẫn tiếp tục điều tra vụ này, và họ cũng khá quan tâm đến cái thông tin mà một cái nhà báo là ông Trương Duy Nhất, người đang làm báo cho đài EFA tại Mỹ, cũng đã được cho rằng là bị bắt cóc, và cái điều đó sẽ tiếp tục gây ra cái sóng gió trong thời gian tới. Và tôi thấy rằng là những cái thông tin mà bạn đọc có thể tìm hiểu nhiều chiều, theo nhiều hướng khác nhau, và bên cạnh tôi thì có anh Bùi Hiếu, và anh vẫn tiếp tục cung cấp cho các bạn những cái thông tin mà các bạn có thể quan tâm. Và anh có thể cho thêm. Tôi nói với anh cái chuyện mà khẳng định về anh Trương Duy Nhất bị bắt cóc ấy, cái vấn đề mà bây giờ là có một cái chính phủ nào mà có thể đảm bảo được cái bảo vệ nguồn tin thì hẳn nhiên là những cái bằng chứng mà để bắt Trương Duy Nhất nó sẽ rất là rõ ràng, kể cả người Thái người ta có muốn che giấu đi cũng không được. Nhưng mà cái khó vấn đề là bây giờ là cái chuyện bắt Trương Duy Nhất ở Thái Lan, thì bây giờ khó mà có một chính phủ nào ở bên này bên kia các thứ họ đứng ra để họ can thiệp vào, họ đưa số nhân chứng đấy đi sang bên họ để họ làm. Cái đấy là một cái khó, tại vì họ không phải cái việc mà xảy ra trên đất nước họ, thì cái này là cái khó. Tuy nhiên thì theo trong thông tin vừa rồi thì các anh cũng đã thấy có những tổ chức như Phóng viên Không Biên Giới, các tổ chức nhân quyền và một số tổ chức khác cũng đã lên tiếng là yêu cầu ở phía Thái Lan phải điều tra vụ này đến nơi đến chốn để tìm hiểu cái nguyên nhân mất tích của ông Trương Duy Nhất, và chắc chắn rằng thời gian tới đây thì sẽ có thêm nhiều cái thông tin mới để làm rõ với bạn đọc, cũng như là chúng ta sẽ tiếp tục có những cuộc bình luận. Cái thông tin về vụ bắt cóc thì anh đã nhìn thấy tận mắt ở đây rồi, đúng không? Bây giờ tôi muốn là nó được cái sự việc nó diễn ra, các tự nhiên là các cái tổ chức quốc tế họ lên tiếng ở phía Việt Nam công nhận là bắt Trương Duy Nhất, tức là tôi cũng không tác động vào cái quá trình đấy thì đưa ra các bằng chứng này, nhưng mà các cái bằng chứng này thì tôi giữ lại để tôi khẳng định rằng là cái việc Trương Duy Nhất bị Tổng cục 2 bắt cóc và có cái sự giúp đỡ của một cảnh sát Thái Lan, và tôi sẵn sàng là tôi trong cái trường hợp mà nếu như thế cần thiết lắm thì tôi sẽ gặp Bộ Ngoại giao Đức hoặc là Chính phủ Đức để tôi trình lên những cái thông tin mà thấy. Và tôi thấy những cái thông tin anh vừa đưa cho xem thì rất là nhiều thông tin và những cái hình ảnh rất là thuyết phục,
mà cũng đặc biệt, bởi vì trong đấy có những nội dung mà có lẽ chưa được tiết lộ ở trên mạng xã hội cũng như là chưa được đưa lên truyền thông. Bởi vì việc không này, anh biết là khi nào tôi biết được 10 phần rồi, tôi nắm trong tay 10 phần rồi thì tôi viết chỉ 6-7 phần thôi. Ngay như cái vụ Trịnh Xuân Thanh như thế đúng không? Trịnh Xuân Thanh ngồi với tôi đưa tài liệu cho tôi, gặp tôi hàng ngày, nhưng mà khi tôi viết lên thì tôi cũng không cần phải viết hết rõ ràng chi tiết như thế, tại vì tôi, cái lối viết của tôi là ai tin tôi thì họ tin, còn tôi không cần gì tôi phải chứng minh là người ta hỏi là Trịnh Xuân Thanh ở đâu rồi mày đưa ảnh Trịnh Xuân ra ngồi với mày đi chụp ảnh với mày đi, ba cái thằng láo nháo đấy mà tôi đòi, anh nói là Lạc Đăng Hồ là tuổi gì mà đòi hỏi tôi là tôi phải đưa ra cái hình ảnh tôi ngồi Trịnh Xuân Thanh đi đâu Trịnh Xuân Thanh đấy. Cái vấn đề là mình viết để cho những người ta là người ta có cái căn cứ mà người ta cảm nhận được, hoặc là những người ta tin mình, người ta đọc, người ta biết, chứ không phải là để cho những cái bọn mà kiểu như là hiếu sự, để cái bọn cà khịa vớ vẩn nó đi ra chất vấn mình. Và thì trong cuộc họp vừa rồi thì chúng ta cũng đã trao đổi với anh Hiếu, cũng biết rất nhiều thông tin mới và cụ thể hơn về cái vụ ông Trương Duy Nhất bị mất tích tại Thái Lan và được cho rằng là bị mật vụ Việt Nam, có nghĩa là tổng cục 2 tổng tình báo của quân đội nhân dân Việt Nam bắt cóc. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm những thông tin để cung cấp tới bạn đọc trong và ngoài nước, và cũng mong rằng là anh có thể có những thông tin mới tới đây cung cấp thêm cho bạn đọc của thời báo cũng như không là trước tiên thì anh cứ phải giúp tôi về vấn đề là anh có thể là anh tìm lại báo chí Đức, hoặc là anh tìm phải ấy để anh xử lý cái thông tin mà tôi vừa cho anh xem, và để anh làm sao mà anh đảm bảo được cái an toàn trong nguồn tin, thì anh giỏi tiếng Đức hơn tôi, anh thạo thầy hơn tôi, thì anh tìm hiểu cho tôi xem cái chuyện này. Vâng. Thì sau đấy khi chúng ta đưa cái đấy ra cho phía người Đức rồi thì có thể là chúng ta công bố cái đấy ra. Vâng, tôi cảm ơn anh đã đưa những cái bằng cho xem những bằng chứng này và đã tin tưởng để có thể làm sáng tỏ cái vụ việc của ông nhà báo Trương Duy Nhất bị mất tích tại Thái Lan. Và hẹn gặp lại các bạn vào cái lần tới, chúng tôi sẽ cùng nói chuyện thêm về vấn đề này cũng như những vấn đề khác mà bà con trong và ngoài nước quan tâm, và cũng mong bà con comment chia sẻ ý kiến một cách hoàn toàn tự do, tuy nhiên lịch sự, để cho những cái người khác cùng có thể lắng nghe những cái chương trình như vậy. Vâng, chào các bạn. Vâng. Dạ. Yeah. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Thì qua cái clip này thì TV muốn chia sẻ với quý anh chị về về cái TV chụp lớn ra để cho quý anh chị thấy. Đây là cái phần mà cái hình ảnh mà gọi là bằng chứng đó, bằng chứng sự thật đó. Thì quý anh chị em thấy đây là cái hình đầu nè, cái hình của một cái đầu người đây nè. Thì theo cái này, đây là nó ở trong cái buổi nói chuyện này đó, thì đây là cái điện thoại của anh mà người buôn gió đó, thì Bùi Thanh Hiếu đó. Thì chúng ta thấy đây có cái hình cái đầu người, thì TV nghĩ rằng là đây là những cái hình gọi là bằng chứng đó, nó rất là hệ trọng cho cái cuộc cho cái clip này đó. Thì đây là điều mà TV thấy rất là quan trọng, tại vì đó nó là cái bằng chứng để mà cho thấy là Tổng cục 2 nhúng tay vào vụ mà bắt cóc anh Trương Duy Nhất, cử là 10 người đến để mà bắt cóc anh Trương Duy Nhất, mà qua cái chỉ thị của Thủ tướng là Nguyễn Xuân Phúc đó. Nó, thành ra người ta, anh Bùi Thanh Hiếu hiện tại anh đang có tất cả những bằng chứng như thế này. Thì TV chia sẻ, nói thiệt TV vào cái trang nhà của anh Bùi Thanh Hiếu, và TV bắt đầu từ cái, tại vì sao ngày bắt cóc là 26 tháng Giêng. Thì TV vào được thì TV tìm được là cái ngày 28 tháng 1. 28 tháng 1 TV xin đọc tất cả những cái tài liệu mà trong trong trang nhà của anh Bùi Thanh Hiếu, để quý anh chị em ở trong nước có thể coi được, thể nghe được những cái gì mà anh Hiếu viết ở trên cái Facebook của anh. Thì TV bắt đầu đọc nha.
Người buông gió 28 tháng 1 lúc 12 giờ 16, Tổng cục 2 tình báo quân do Trung tướng Phạm Ngọc Hùng nắm là thế lực của Nguyễn Xuân Phúc và thân Đức Nam. Sau khi được Trọng và Tư Sang đưa vào Bộ Chính trị và giữ chức Phó Thủ tướng nhằm chuẩn bị lật đổ Dũng Ba Ác Sao này, thân Đức Nam tiến cử họ hàng bên vợ mình là Phạm Ngọc Hùng cho Phúc để thay thế Nguyễn Chí Vịnh. Trong khoảng 2013, Dũng Ba Ác bị vô hiệu hóa hai tướng là Nguyễn Văn Hưởng và Nguyễn Chí Vịnh. Đến khi Đại Quang dấu hiệu sắp chết, Phúc ra lệnh cho Phạm Ngọc Hùng càn quét tàn dư của Quang. Vũ Nhôm và Úc Trọc là hai đối tượng đầu tiên lẽ ra còn có Khoa Khàng, nhưng Khoa Khàng dâng tài sản nộp sớm cho phe Phúc nên không bị làm sao. Cái này như kiểu công an giao thông xử lý, nếu đưa hối lộ thì cho đi, còn không áp dụng luật giam xe, xử phạt, gọi là kịch khung, nâng thêm đủ loại tội. Một là 2/3 tài sản mày vào túi riêng của bọn tao, hai là tao thu cho nhà nước và mày đi tù. Vũ Nhôm còn liên quan đến Bùi Thành Nhơn, con của Nhơn là Bùi Cao Nhật Quân, cùng Vũ như hình với bóng làm các dự án ở Tổng cục 5 Bộ Công an. Khi xảy ra vụ việc, Nhơn nhờ thân Đức Nam xin Phúc bỏ qua và nộp một khoản lớn đến hàng chục triệu USD. Kinh hoàng chưa quý anh chị? Tiếp đến, Nam dẫn Nhơn đến Hùng Tút chi khoảng 2 triệu USD để nhờ bỏ hồ sơ về con của Nhơn ra. Vì thế Nhơn nằm ngoài đống củi như Khoan Khàng qua đây để biết chuyện vì sao có củi bị đốt, có củi không sao, để khỏi thắc mắc. Cái vụ này thì TV muốn chia sẻ một chút xíu về cái phần mà của anh Bùi Thanh Hiếu, thì anh nói rõ rằng là nói thật là ổng Bùi Thanh Hiếu này chống là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thành ra khi nhắc đến cái chữ củi là quý anh chị em trong nước là biết mà. Sự thật thì nó chẳng phải rằng là ổng chống tham nhũng gì đâu, mà ổng chỉ là chống những cái phe nhóm thôi, những phe nhóm để giành ăn thôi, chứ sự thật làm sao mà chống tham nhũng được. Nó rất là vô lý khi mà tham nhũng đã trở thành quốc nạn. Quốc nạn thì thằng nào cũng là tay nhúng chàm hết, làm sao mà chống tham nhũng được, đúng không? Thành ra xin phép quý anh chị em là nhiều khi là TV 256 là có ý kiến thì nhảy vô trong cái bài viết của anh Bùi Thanh Hiếu nha. Rồi, tài liệu trong máy trung tá Vũ Nhôm tất nhiên bảo mật kỹ do Tổng cục 5 Bộ Công an phụ trách, chỉ có tình báo quân đội ở chỗ Hùng Tút mới đánh cắp được bằng những thiết bị mua của Israel, của thiết bị của Do Thái. Cách đây một tuần, Phúc đến Tổng cục 2 để sai Hùng Tút thực hiện một vụ bắt người ngoài biên giới Việt Nam. Là Bùi Thanh Hiếu tố cáo rồi là thẳng rồi là Nguyễn Xuân Phúc để mà sai cái ông Trung tướng Hùng Tút này nữa để mà bắt người ngoài biên giới Việt Nam, thấy không? Rồi, đây là một cái bài viết 21 tháng 8 nha. Thì bây giờ sự việc nó diễn tiến là sau cái vụ mà bắt cóc mà Trịnh Xuân Thanh ấy, sau bắt cóc mà Trương Trương Duy Nhất á, vào ngày 26 tháng Giêng, thì bài này nó viết vào ngày 28. Rồi, bây giờ thêm một bài viết nữa TV xin đọc ha.
Người buông gió viết vào ngày 28 tháng Giêng nhằm lúc 12 giờ 16. Giáo sư Chu Hảo, người vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai trừ ra khỏi đảng vì những quan điểm tiến bộ đi ngược lại sự bảo thủ của Nguyễn Phú Trọng. Hôm nay ông Chu Hảo có lá thư chúc Tết, chắc chắn lá thư này sẽ làm nhục lá thư chúc Tết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thư chúc Tết của tiến sĩ Chu Hảo như sau: Kính gửi những người đã thông cảm, ủng hộ và khích lệ tôi. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Kỷ Hợi, tôi xin chân thành kính chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, có thêm niềm vui và gặp nhiều may mắn để có một vài công việc của gia đình hay cho xã hội được thật sự như ý. Năm cũ đã qua với rất nhiều biến động trên đất nước ta, có những suy thoái tồi tệ hơn, nhưng đồng thời cũng có những tự diễn biến, tự chuyển hóa tích cực hơn. Tôi không ngờ rằng sự vụ liên quan đến cá nhân tôi trong thời gian vừa qua lại có thể dấy lên một phong trào tự do công khai biểu đạt chính kiến của mình theo hiến định một cách sôi động đến như vậy. Nhân dịp này, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với quý vị và các bạn đã thông cảm. Đã thông cảm, ủng hộ và khích lệ tôi trong các hoạt động văn hóa, giáo dục và xuất bản để cùng nhau phấn đấu vì một Việt Nam độc lập tự do. Tự do, dân quyền, tự do, dân sinh. Tên tuổi và tiếng nói của từng người trong số này đều khắc sâu vào tâm khảm tôi như một kỷ niệm trân quý nhất trong cuộc đời. Dù rất mong muốn được bày tỏ tấm lòng mình với riêng mỗi người, mỗi tổ chức đã lên tiếng quan ngại đến vấn đề của tôi, nhưng tôi chưa có điều kiện thực hiện được. Vì vậy, quý vị và các bạn cho phép tôi xin chỉ nhắc tới sau đây vài trường hợp đặc biệt. Trước hết là tướng quân Nguyễn Trọng Vĩnh, năm nay cụ đã thọ 103 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Người đã ra một bản tuyên bố đanh thép về trường hợp của tôi. Tôi hết sức cảm động và thêm vững lòng tin vào ý chí của một dân tộc đã có và sẽ còn có những thế hệ kiên cường như vậy. Tôi vinh dự và tự hào vì những năm gần đây được cộng tác với cụ, tham gia phản biện xã hội, cùng lên tiếng trước những vấn đề bức xúc và nóng bỏng của thời cuộc. Tiếp đến, tôi xin được đặc biệt nhắc tới việc làm hết sức có ý nghĩa của 81 vị học giả quốc tế khi bày tỏ quan ngại đến những khó khăn ở Việt Nam trong việc xuất bản các cuốn sách vốn là giá trị phổ quát của nhân loại trong tủ sách tinh hoa tri thức thế giới của nhà xuất bản tri thức thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Rõ ràng là ý kiến đó đã góp phần quan trọng trong việc nhà xuất bản tri thức mở ngoặc, mà từ nay tôi làm việc ở đó như một biên tập viên và người tổ chức giới thiệu sách đóng ngoặc, vẫn được tiếp tục hoạt động theo đúng tiêu chí mà cơ quan chủ quản đã đề ra từ ngày thành lập 2005 và kiên trì theo đuổi. Tôi cũng xin phép được nhắc tới các bạn trẻ tham gia hội những người đứng về phe ánh sáng đã sẵn sàng sát cánh cùng chúng tôi, những người tự nguyện tiếp nối sự nghiệp khai dân trí theo tinh thần Phan Tây Hồ, trong đó có Viện Phan Châu Trinh, Hội An, Quảng Nam, mà hiện tôi vẫn tham gia với tư cách giám đốc. Tôn trọng và công khai bảo vệ lẽ phải bằng trí tuệ và phẩm chất của người chính trực. Mong các bạn làm được nhiều việc cụ thể trong khả năng có thể để góp phần chấn hưng nền văn hóa giáo dục và học thuật nước nhà, nhằm góp phần xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, thực sự dân chủ, công bằng và văn minh. Tôi cũng như nhiều quý vị và các bạn trong số chúng ta không có nguyện vọng và năng lực hoạt động chính trị thực thụ,
nhưng có ý kiến trong thực hành phản biện xã hội trên tinh thần khoa học và xây dựng và nghĩa vụ của mỗi người để xã hội này không rơi vào tình trạng mở ngoặc chết lâm sàng, đóng ngoặc. Nói đúng sự thật, có lý lẽ, có tầm nhìn và có tâm trong sáng thì chẳng gì có thể làm chúng ta sợ hãi. Có càng nhiều người can đảm, không thờ ơ trước những vấn đề nóng bỏng của thời cuộc thì sẽ càng ít có chỗ cho cường quyền lộng hành. Trong cuộc đời ngắn ngủi và vô thường của mình, tôi rất may mắn và hạnh phúc được là người đồng chí hướng với quý vị và các bạn, những người thấu hiểu thế thái và thấm đượm nhân tình. Chào thân ái và chúc thành công. Chu Hảo, Hà Nội, Tết Đinh Hợi 2019. Rồi, bây giờ TV sẽ 256 sẽ đọc tiếp cái phần của người buôn gió nha, vào 28 tây tháng giêng lúc 17:46. Vụ tiếp dân ghi hình căng nhé. Anh Phúc nghẹo sai bọn đệ tử ở báo Dân Trí móc thằng Sơn ất ơ ra phỏng vấn, nhét vào mồm thằng này nói anh Trung, ông Trung con đó không có quyền cấm dân ghi hình, như thế là vi hiến. Việc này do Quốc hội quyết định đó. Quý anh chị em nhớ là đại tá Nguyễn Đức Trung đó, hình như sau này là lên thiếu tướng thì phải, thì không nhớ rõ nha. Nguyễn Đức Trung đó là chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội đó, sau này đã lên nắm cái chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Như vậy anh Phúc Nguyễn nếu được né được đòn của Trung con dí tới là mày bảo được thì này ra văn bản đi, thì mày ra đăng văn bản đi, đá quả bóng sang Quốc hội mà vẫn kết tội anh Trung con. Nhưng mà việc này do Quốc hội quyết định. Sao anh Phúc trước đây đã nói là dân cho phép, dân được phép. Trung ương chính vừa rồi hoạch định tổng bí thư chủ tịch nước không có anh Phúc ngoẹo, nên dạo này anh Phúc lôi bọn đệ tử của anh Trọng như là Nguyễn Đức Trung, Trần Tuấn Anh ra đặt kinh quá. Mong anh Phúc tiến tới làm đối lập như anh Huân ở Venezuela. Anh Quân á, là tổng thống lâm thời ở Venezuela ha. Dân tình ủng hộ anh nhiệt tình luôn. Đó, nó có cái sự mà có thể lòng giả thành chân hay gì đây. Cho nó giống giống bên Venezuela nha. Rồi bây giờ một cái bài viết nữa của anh người buôn gió ha. Không phải cái bài viết này, đúng rồi. Rồi ông Trọng phong đại tướng cho ông Tô Lâm thế này, khác nào ông đạp phá vào hiệp định thương mại với châu Âu. Ông Tô Lâm vừa là thủ phạm vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, vừa là tác giả của những vụ bắt cóc những người bất đồng chính kiến khủng khiếp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Đó chính là nguyên nhân khiến EU hoãn ký hiệp định thương mại. Cái ông Tô Lâm này kinh hoàng thiệt đó chứ. Ông bắt biết bao nhiêu người và ông bắt luôn cả Trịnh Xuân Thanh mà bây giờ được phong quân hàm tới đại tướng. Giờ ông Trọng làm thế này, khó cho anh Phúc Mẹo chả dám đi đâu. Làm thủ tướng từ năm 2016, giờ sang đến 2019 mà anh Phúc chỉ đến Âu Châu mỗi một lần nhờ theo tư cách là chủ nhà APEC. Nói gì thì nói, tội cho anh Phúc Mẹo chỉ lanh quanh chém gió đầu tàu, thủ phủ lường gạt mấy chục tỉnh thành trong nước và bám mấy thằng Nhật, Singapore, Thái, Tàu quanh quẩn châu Á. Ông Trọng làm thế là kìm hãm anh Bảy Phúc. Dường như ông Trọng rất sợ người khác có ảnh hưởng uy tín hơn ông.
Người buông gió vào lúc 30 Tây tháng Giêng năm 13 giờ 25. Thư riêng của Trọng gửi cô giáo Trọng. Sao bọn phóng viên lại đưa lên báo nhỉ? Chấm hỏi. Bà giáo háo danh đưa cho phóng viên à? Nếu bà giáo như thế thì học trò cũng háo danh là phải thôi. Ý là người buôn gió nói là ông Nguyễn Phú Trọng cũng háo danh y chang như vậy đó. Thành ra nắm hai cái chức vụ chủ tịch nước, tổng bí thư nữa. Không phải bà đưa ra, sao bọn phóng viên nó có lá thư đó? Bọn bưu điện mở ra chắc. Chấm hỏi. Thư riêng của tổng bí thư, đứa nào đưa lên báo có hỏi ý kiến ông tổng bí thư chưa? Đương nhiên là hỏi, được đồng ý thì báo mới đăng chứ. Đúng ra Trọng làm hàng tự biên, tự diễn, tự chỉ đạo cho báo chí chăng? Một ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước mà làm trò lưu manh như thế, để có vẻ ra, có vẻ có nghi lễ thì khốn nạn cho cả cái đất nước mà ông ta đang cai trị đó. Sự thật thì người Vương Hiếu viết là lãnh đạo chứ TV256 thêm vô nha. Xin lỗi người Vương Hiếu nha. Ông ta lãnh đạo, ông ta cai trị thì đúng hơn. Cai trị người dân bằng những cái lời mà mị dân như vậy, mà tự gọi là suy tôn mình lên. Bây giờ thêm một cái bài nữa và bước vào một cái ngày mới là Người Buôn Gió, 4 tháng 2 vào lúc 3 giờ 51. Theo sự suy đoán của mình thì Nguyễn Xuân Phúc quyết bắt tù Trương Duy Nhất vì Nhất có nhiều thông tin về băng đảng của Phúc ở Quảng Nam. Phúc chỉ đạo Bộ Công an phải bắt Nhất, nhưng Bộ Công an lần trần vì lý do đã bắt Nhất một lần giam tù. Giờ dựa trên những yếu tố bài viết của Nhất mà bắt thì chưa đủ mạnh. Phúc sang Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng thăm và làm việc. Ngay sau đó Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục 2, đã điều quân sang Thái Lan tìm bắt Nhất. Nhất sau khi trình diện ở chỗ xin tị nạn và trở về khách sạn, sau đó có người gọi điện và Nhất rời khách sạn để đến chỗ của một người Việt Nam khác, bút danh là Kami. Cái anh chàng Kami này đó là anh chàng biết rất nhiều, là một tay viết cho báo cho cái đài AFA nha. Biết toàn là những việc mà về tình báo là anh chàng này là rất hay. Gọi là bị vậy là bị là người của Tổng cục 2 chờ sẵn và thực hiện vụ bắt cóc đưa Nhất trở lại Việt Nam. Chắc từ quãng thời gian bắt cóc đến giờ đang tìm cách lý giải với Thái Lan bằng việc thuyết phục là Nhất đã tự nguyện quay về, giống như Trịnh Xuân Thanh ha, cũng là tự động gọi là còng tay rồi đưa mình cho quay về nước ha. Hẳn lúc này nhà báo Trương Duy Nhất đang trong vòng tay của phe Phúc và bị áp lực khủng bố tra tấn buộc phải mang tội và cũng nhận luôn việc tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú đó. Sẽ không lạ gì khi người Thái sẽ được Phúc ưu ái mua những cổ phần thơm ngon bổ rẻ trong những tập đoàn công ty vốn nhà nước, một trò quen thuộc của Phúc bán rẻ tài sản quốc gia cho những quốc gia thỏa hiệp với lợi ích riêng tư của Phúc. Đây chỉ là sự suy đoán, không nhất thiết các bạn phải chất vấn nguồn tin. Status về chuyện này trước đây của mình đã bị xóa và Facebook khóa mình 3 ngày khi mình có nhắc chuyện Tổng cục 2 theo lệnh Phúc thực hiện vụ bắt người ngoài biên giới. Nếu bạn nào chia sẻ thì copy lại, mình không chắc Facebook mình có yên sau status này. Thấy không? Facebook cũng dự phần vào việc mà xóa những bài của người buôn gió nha.
Thành ra TV256 cần phải đọc tất cả những tài liệu này để cho quý vị nghe, và Facebook sẽ không bao giờ mà có thể xóa hết tất cả những điều mà anh người buôn gió Bùi Thành Hiếu đã viết. Tính mạng của Nhất rất nguy hiểm. Nếu như không thuyết phục được, Nhất tự nhận rằng mình tự nguyện về đầu thú, bọn Phúc có thể sát hại Nhất và chôn xác phi tang ở ven biên giới. Các tổ chức quốc tế bảo vệ nhà báo, nhân quyền cần chất vấn gay gắt Nhất là Nguyễn Xuân Phúc để rõ xem Nhất đang trong tình trạng thế nào, có thể chất vấn cả chính phủ Thái Lan nữa. Hết bài. Bây giờ TV bước sang cũng vào ngày Người Buôn Gió 4 tháng 2, 6 giờ 33. Số phận, tựa đề bài viết nha, số phận Trương Duy Nhất và băng đảng truyền thông của Nguyễn Xuân Phúc. Bắt đầu vào tháng 12 năm 2018, Trương Duy Nhất đã cảm thấy sự đe dọa bủa vây quanh mình. Nhất chạy vào trong Nam để né tránh Huỳnh Đức Thơ. Ở trong Nam, Nhất nghĩ rằng việc của mình chỉ nằm trong phạm vi Đà Nẵng. Cứ lắng im một hồi rồi sẽ qua. Huỳnh Đức Thơ thấy Nhất đã thoát khỏi địa bàn ảnh hưởng của mình, liền báo cáo lên đàn anh Nguyễn Xuân Phúc. Phúc tất nhiên, Huỳnh Đức Thơ đó TV nghĩ là bí thư thành ủy Đà Nẵng hay là chủ tịch ủy ban nhân dân Đà Nẵng đó, mà TV bây giờ nhớ không, 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 trí nhớ bây giờ kém rồi. Phúc tất nhiên biết rõ Nhất là người từng ở bên Nguyễn Bá Thanh. Những việc gì xảy ra ở Đà Nẵng Nhất đều nắm rõ. Từng giữ những chức vụ ở Đà Nẵng như giám đốc sở kế hoạch, giám đốc sở du lịch của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Nhưng dấu vết đen của Phúc không thể một người như Nhất không biết. Là tội ác của Phúc là coi như là biết rất rõ. Trong những năm tháng đấu đá trước thềm Đại hội 12, Nhất là một trong những nhà báo tấn công Nguyễn Tấn Dũng nhiều nhất, cùng với Ô Xin. Ô Xin là Trương Trương Huy Đức đó nha, gọi là Huy Đức á, nhà báo Huy Đức đó, cũng là Trương Trương Huy Sang nha. Hầu như những cây bút nào có tên tuổi như là nhà văn, nhà báo bị bắt thời Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng đều được Ô Xin rỉ tai, thủ phạm bắt chính là Nguyễn Tấn Dũng. Vì thế Ô Xin hay có mặt với những thân nhân gia đình này, hay lúc họ được khỏi tù như Trương Duy Nhất, Nguyễn Quang Lập. Mục đích của Ô Xin là kích động những người này tấn công Nguyễn Tấn Dũng trước thềm Đại hội 12, giúp cho Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc có lợi thế. Chính vì thế, khi thời của Phúc và Trọng rất nhiều người bị bắt với mức án khủng khiếp hơn ông Lập và ông Nhất đến 10 lần, nhưng không thấy Ô Xin rỉ tai thông tin bắt là do ai như trước kia. Thời của Phúc và Trọng, nhà báo Ô Xin không còn phải đảm nhận việc rỉ tai ai là thủ phạm của những vụ bắt bớ nữa, vì thủ phạm chính là những kẻ mà Ô Xin đang phụng sự, hoặc vì thời thế phải phụng sự để tồn tại, chứ chưa hẳn Ô Xin thích chế độ cộng sản. Có thể nếu thể chế cộng sản này sụp đổ, Ô Xin Quy Đức lại là một cây bút sắc bén góp công lớn kết thúc chế độ để có chỗ đứng về bên thắng cuộc. Trái lại, Ô Xin ca ngợi Phúc là người có khả năng kỹ trị, người cải cách bao nhiêu thủ tục hành chánh giúp các doanh nghiệp mà đời Dũng đã không làm được, là người kiến tạo và vì dân. Còn Nguyễn Phú Trọng là người liêm khiết, chí công, vô tư, người luôn nặng lòng với đất nước, người có thái độ mở ngoặc rõ ràng, đóng ngoặc với Trung Quốc.
Trương Duy Nhất tấn công Nguyễn Tấn Dũng miệt mài, nhưng Nhất không phò hẳn về bên thắng cuộc như là Ô Xin. Nhất vẫn tìm chứa những điều mà Nguyễn Xuân Phúc không ưa. Nói cách khác, Nhất với Lê Nguyễn Hương Trà là cái gai trong mắt Phúc. Phải nói Phúc là bậc thầy về sử dụng truyền thông. Phúc sớm nhận thấy truyền thông mạng xã hội đóng vai quan trọng trong tác động chính trị tại Việt Nam. Nhất là một tổng bí thư như Nguyễn Phú Trọng lại là một người háo danh, đến mê muội thì càng cần đến tác động của truyền thông. Bởi vì Phúc để cho Thân Đức Nam đảm nhiệm việc mua chuộc những cây bút tờ báo phụng sự cho sự nghiệp chính trị của mình. Hầu hết các tờ báo, nhà báo, cây viết trên mạng đều bị phe Nguyễn Xuân Phúc mua chuộc. Riêng có Nhất và Lê Nguyễn Hương Trà cùng một số hiếm hoi nhà báo khác không chịu về làm môn khách cho nhà Phúc. Khi Phúc làm thủ tướng, ông nhà báo kiêm nguyên chủ nhiệm văn phòng báo chí chính phủ, hàm vụ trưởng Dương Đức Quảng là bố của nhà báo Dương Đức Đà Trang, đã có bài viết thể hiện sự sung sướng khi đời ông đã từng được phụng sự thủ tướng Phúc, và nay đến đời con ông cũng vinh dự được theo hầu thủ tướng Phúc. Dương Đức Đà Trang là sếp ở báo Tuổi Trẻ. Qua đây có thể thấy Phúc khéo sử dụng truyền thông đến thế nào. Đến tầm cỡ như bố con nhà họ Dương Đức này phải bày tỏ như vậy. Những loại nhà báo khác tự hiểu ý mà thuần phục về với Nguyễn Xuân Phúc. Sở dĩ phải nhắc đến những sự thần phục này để thấy trong làn sóng quy thuận Nguyễn Xuân Phúc thì những nhà báo có tên tuổi không chịu nghiêng về tất nhiên sẽ gặp phải sự trả thù hèn hạ của Phúc như Nhất và Lê Nguyễn Hương Trà. Nhưng so với Nhất thì Trà nhẹ hơn, bởi Trà không phải là người cắm rễ sâu ở Quảng Nam Đà Nẵng như Nhất để nắm rõ về phe cánh Nguyễn Xuân Phúc. Các thằng dân truyền thông của Nguyễn Xuân Phúc trong 2 năm vừa qua hết sức mình phụng sự Phúc qua những bài viết ca ngợi Phúc hoặc tấn công vào đối thủ của Phúc. Đứng đầu chủ sự chống công là Hoàng Hải Vân, tức là Quỳnh Kim Sánh. Sánh đầu tiên kết hôn với bà Mai, bà Mai Nhung, tổng biên tập báo Nông Thôn ngày nay. Nhờ thế mà tạo được mối quan hệ để nhảy sang làm báo Thanh Niên dưới sự giúp đỡ của Nguyễn Công Khế. Ban truyền thông Quảng Nam khá mạnh cho đến tận bây giờ. Nguyễn Công Khế khi ấy nhận thấy Sánh có thể dùng để phụng sự truyền thông lợi ích nhóm, nên đã tác dụng động để Sánh lên cao trong báo Thanh Niên. Khi có quy thế, Sánh bỏ bà Mai Nhung để kết hôn với Thu Uyên, đài truyền hình Việt Nam. Cặp đôi này đã dựng nên công ty sản xuất truyền hình cung cấp sản phẩm, mở ngoặc như chưa hề có cuộc chia ly, đóng ngoặc. Thu Uyên dẫn chương trình, còn Sánh thì tận dụng cương vị tổng thư ký báo Thanh Niên, lăn xê dày đặc chương trình này. Đây là thời gian kiếm bộn tiền của cặp rổ giá cạp lại Thu Uyên và Kim Sánh. Dương Đức Quảng từng kể rằng Sánh là Hoàng Hải Vân đó, và con trai ông Dương Đức Đà Trang từng nằm trong danh sách các nhà báo đề nghị bắt mà tướng Nguyễn Văn Hưởng trình lên cho Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng nhờ có Nguyễn Xuân Phúc khi đó làm chủ nhiệm văn phòng nói đỡ cho Đà Trang. Rồi tiếp đó Sánh kể rằng do Trần Quốc Dượng đứng đầu diện kiểm soát đã không chịu ký lệnh bắt Dũng, Hưởng không thể làm gì. Nói thế để thấy băng đảng truyền thông Quảng Nam đã hình thành
mạnh từ nhiều năm trước và Nguyễn Xuân Phúc đã có ý đồ xây dựng những bồi bút phục vụ mình từ rất sớm. Rồi còn tiếp nha. Để TV kiếm cái phần còn tiếp làm sao. Để tí xíu nha. Người buông gió. Ngày 4 tháng 2, lúc 7:50, khi Nhất bị bắt lần trước, một số bọn nhà báo, trí thức, nhà văn lên tiếng rằng Nhất bị bắt là dấu hiệu đàn áp tự do ngôn luận. Quốc tế cần can thiệp cho người đấu tranh bằng ngòi bút. Đến bây giờ, Phúc nghẹo bắt Nhất. Chính bọn đó lại nói rằng Nhất chỉ nghe cánh của Jack, không phải nhà báo phản biện tự do ngôn luận gì cả. Đừng phong Nhất vào trường hợp đàn áp tự do ngôn luận. Với luận điệu của bọn này, bảo sao 2 năm gần đây những người bị bắt vì viết Facebook nhiều hơn cả chục năm trước đó cộng lại. Bắt quá sát trời mà mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rồi Trần Thị Nga, rồi biết bao nhiêu người. Người buông gió bước qua ngày 5 tháng 2 vào lúc 8:27. Tựa đề số phận truyền duy nhất và băng đảng truyền thông Nguyễn Xuân Phúc. Thời gian Nguyễn Thức khoan đã, để TV 256 phải làm cái này chút xíu nữa. Thời gian Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng gây nhiều oán thù với giới báo chí trí thức. Đây là thời kỳ báo Sài Gòn Tiếp Thị chấm dứt thời kỳ hoàng kim, cũng như tờ Tuổi Trẻ cười xuống dốc. Nguyễn Tấn Dũng chỉ vài ba người như Nguyễn Như Phong, Hồ Thị Thu Hồng làm truyền thông. Điều cần nhắc là hai người này thường có những bài đả kích chế nhạo những người đấu tranh bất đồng chính kiến. Nguyễn Như Phong sử dụng tờ Năng Lượng Mới đăng nhiều bài tấn công người đấu tranh, còn Hồ Thu Hồng dùng Facebook châm biếm chế nhạo những người đấu tranh. Những tay bút xứ quản hầu như không có nữa, không có cửa dưới thời của Dũng. Duy có công khế nhờ Ma Lanh lên còn có đất hoạt động. Mỗi tay bút khác đều e dè nhìn ngó Hồ Thu Hồng, Nguyễn Như Phong, thậm chí cỡ như Ô Xuyên Huy Đức chớm mở miệng là bị beo hồng. Hồ Thu Hồng đó, beo hồng là cô ta qua bên Cali Phật Nha đó, đè bẹp. Lúc đó tạo mưa gió trên mạng xã hội, beo hồng dẫn đầu. Mãi đến khi Mạnh Mượt về hưu, Nguyễn Phú Trọng lên thay. Mạnh là nông đức Mạnh á, Mạnh Mượt nói cái đầu bóng á, sao mình Mạnh Mượt. Nguyễn Phú Trọng lên thay và có kế hoạch thâu tóm quyền lực độc tôn. Sự thay đổi trong làng báo mới rõ rệt. Trương Tấn Sang hứa hẹn với Nguyễn Xuân Phúc, nếu hạ bệ được Dũng, Phúc sẽ lên làm người thay thế. Đương nhiên Phúc nhận lời. Sau đó Sang giới thiệu Phúc cho Nguyễn Phú Trọng. Trong lúc Trọng đương tính sử dụng Nguyễn Bá Thanh làm thanh bảo kiếm để tấn công phe Nguyễn Tấn Dũng và có ý đưa Thanh lên cao hơn. Trương Duy Nhất là người của Nguyễn Bá Thanh, điều này thì ai cũng biết. Bá Thanh quyết ý chống chọi với Tấn Dũng, điều đó hợp lý. Trọng và Sang điều đó hợp ý Trọng và Sang. Nhưng Bá Thanh có nhược điểm là quá cứng rắn, thẳng thừng, nên nhiều việc không được như ý Trọng Sang. Bá Thanh được gọi sang Trung Quốc để học cách đả hổ diệt ruồi, nhưng Trung Quốc thấy Sang là người khó bảo, trong khi yếu tố miền Trung còn có Phúc là người dễ bảo hơn. Điều này đã khiến Nguyễn Bá Thanh đột tử chết vì bệnh lạ. Sau đó
cuộc truyền thông tấn công vào Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu, nên có trên có Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang và một loạt những cây bút khác như Oxin và nhóm trí thức thân cận của Tư Sang ở miền Nam. Cuộc tấn công dai dẫn đến độ đại hội 12 của Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Xuân Phúc nắm trọn quyền, đất nước bước sang một trang sử vàng chói lọi chưa từng có, là hàng trăm cây viết trên mạng xã hội phải vào tù lãnh những mức án khủng khiếp. Nếu như trước kia thời Nguyễn Tấn Dũng chỉ vài người bị bắt, dư luận đã xôn xao vì sự đàn áp. Nguyên nhân xôn xao là do tác động vào dư luận xã hội của những nhà báo, trí thức, căm thù Dũng do bị thất sủng. Đến nay thì thủ phạm đàn áp lại chính là những người mà bọn báo chí trí thức này theo phò. Bể thế không còn như trước kia, chẳng thấy nhà báo trí thức nào trong đó dám chỉ mặt ai là tác giả của những vụ bắt bớ lịch sử đấy. Còn những nhà báo bên thắng cuộc chuyển sang cuộc chiến mới là Tống Tiền, Bợ Đỡ, Trọng, Phúc. Đôi khi chúng hồi tưởng đầy vẻ ai oán đau thương về nỗi oan khuất của chúng trước kia, như nhai lại vụ PMU-18, đồng đội chúng và chúng bị tổn thương ra sao. Chúng làm như vậy có mục đích rất sâu mà người dân thường không hiểu. Chúng kêu ca thế để chúng làm ác đi những vụ bắt bớ này, thủ hỏi với mức án 2 năm hoặc 30 tháng tù của vài ba thằng bọn chúng làm sao so được với cả trăm người bất đồng chính kiến bị bắt xử những mức án 20 năm. Vài trường hợp trong số chúng bị mất việc sao bằng hàng trăm gia đình ly tán vì cha chồng con họ bị bọn Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc bỏ tù do viết bài trên mạng xã hội. Hôm nay TV cũng muốn chia sẻ một chút xíu điểm này, mà những người mà giống như Nguyễn Phú Trọng, mà Nguyễn Xuân Phúc mà bắt những người mà đang đấu tranh như vậy đó, họ là những người yêu nước mà. Thì khi mà bắt những người yêu nước đó, thì tự động chúng ta phải hiểu rằng những người mà bắt những người yêu nước là những người phản bội đất nước đó, phản bội tổ quốc đó. Mình phải hiểu như vậy thì mới muốn vạch mặt ra mấy cái thằng mà nó phản bội tổ quốc. Rồi đọc tiếp nha. Cái đám nhà báo của bọn Phúc Trọng khá nhiều, chúng cũng dây dưa quan hệ và tác động đến bọn dân chủ nửa nạt nửa mỡ cũng nhiều. Chúng tác động cho đám nửa nạt nửa mỡ này hùa theo chúng, cuốn theo chúng và lãng quên đi việc hàng trăm người đấu tranh cho dân chủ thật sự vừa bị bắt. Hãy quay lại với Trương Duy Nhất. Anh ta vừa mang mối hận 2 năm tù dưới thời Nguyễn Tấn Dũng. Anh ta có chung chân với bọn bồi bút của Phúc về mục tiêu là Nguyễn Tấn Dũng. Nhất miệt mài công kích Nguyễn Tấn Dũng cho đến khi bọn Trọng, Phúc đã chắc chân hoàn toàn. Nhưng với Phúc thì Nhất không phải là người của mình như đám Hoàng Hải Vân, Nguyễn Công Khế, cha con nhà Dương Quảng Đức. Khi thấy mình đã vững chắc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghĩ đến chuyện giết người bịt khẩu, mà Nhất lại là một người biết rất nhiều chuyện về Phúc, hồi Phúc còn làm giám đốc sở ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Phúc muốn khép tội Nhất, nhưng muốn vậy phải được Nguyễn Phú Trọng đồng ý. Tháng 11 năm 2018, chẳng hiểu thế nào, Trương Duy Nhất viết bài về trại khỉ. Trong bài viết của mình, Nhất viết con khỉ già nằm trong tay chất phóng xạ gây tan tóc muôn loài. Vì thế, nó có sức mạnh biến tất cả hổ báo thành khỉ hết. Trong cái trại khỉ đó không có hổ báo nào được gầm thét mà chỉ sống như loài khỉ mà thôi.
Phúc mang bài viết của Nhất Tấu lên Nguyễn Phú Trọng. Trọng hỏi ý kiến Bộ Công an. Bộ Công an nói rằng Nhất mới bị bắt lần trước, mọi tai tiếng đổ lên đầu Nguyễn Tấn Dũng, giờ bắt nữa cũng thiếu cơ sở vì những bài viết của Nhất nhẹ hơn so với trước rất nhiều. Phúc đã cho người chuẩn bị theo dõi Nhất, chuẩn bị cho việc bắt. Còn nữa, rồi thì Vi lại tiếp theo nữa. Trời ơi, dài quá, sao dài đi. Đọc nãy giờ mỏi miệng rồi đó. Người buông gió. 6 tháng 2, lúc 5:06. Hôm nay sinh nhật lần 48 của mình. Mình tuổi Hợi. Sinh lịch âm vẫn tháng 12. Tính ra năm nay là năm tuổi quan trọng nhất. Sáng giờ nhận được tin chính thức Việt Nam nói không hề biết gì về Trương Duy Nhất, Thái Lan cũng trả lời không biết gì. Chuyện như thế này thì càng có vẻ căng. Theo mình suy đoán, có thể Nhất đang bị giam ở cơ sở quân đội nào đó tại Đà Nẵng. Hiện nay Ban Chỉ huy quân sự Đà Nẵng đang trong tình trạng trực chiến cao do Phúc Nghẹo ra lệnh. Thấy không? Lúc đó 16 tháng 2 nha, là coi như là bị bắt có khoảng 12 ngày chắc. 26 bị bắt là coi như 10 ngày rồi. Rồi bây giờ một cái này nữa. Người buông gió 6 tháng 2 ngày lúc 8:24. Với những gì đang xảy ra ở Thái Lan mấy hôm nay và những gì trước kia ở nơi khác, mình xin nói từ nay mình sẽ không dính dáng bất cứ gì với ai trong giới gọi là đấu tranh, trong mặt kép nha, trong cũng như ở ngoài nước. Nếu có gặp chỉ hỏi han về sức khỏe, tuyệt đối không nhắc đến chuyện phong trào nhân vật này nọ. Mình không xứng đáng để quan hệ với giới đấu tranh dân chủ Việt Nam. Đấu tranh dân chủ Việt Nam ở trong ngoặc kép nha. Mình chỉ là một thằng chém gió, vì tính mình như vậy thôi. Mình chiến đấu một mình theo cách của mình. Mọi sự đóng góp về vật chất của mình sẽ không gửi tới cá nhân nào trong như trước kia nữa. Nếu đóng góp, mình sẽ gửi công khai vào quỹ bầu bí tương thân hoặc quỹ 50.000. Rồi bây giờ TV đọc tiếp cái bài Người buông gió 7 tháng 2 lúc 6:18. Trương Duy Nhất, tựa đề là Trương Duy Nhất bị Tổng cục 2 bắt ở Thái Lan đó. Vào cái ngày 7 tháng 2 đó, anh người buông gió này mới công bố rằng là anh đã biết gọi là Trương Duy Nhất đã bị bắt ở Thái Lan, là coi như cách đây 3 ngày là anh người buông gió đưa ra cái bản này là đầu tiên. Bây giờ tôi đi đọc tiếp nha. Trời ơi, mỏi miệng quá sách trời luôn. TV 26 xin lỗi, uống chút xí nước nha. Khoảng 8 tối ngày 26 tháng 1 năm 2019, Trương Duy Nhất bị đám gồm 10 người của Tổng cục 2 trùm túi lên đầu và đưa lên xe đi. Trước khi đi, Nhất còn xin thay quần áo. Ai tiếp tay cho Tổng cục 2 tình báo quân đội bắt Trương Duy Nhất chấm hỏi? Điều này rất tiếc chưa thể nói trong bài viết. Những chi tiết ấy hãy để cho cảnh sát quốc tế biết thì tốt hơn. Chỉ có điều
Phải nói rằng trong vụ bắt cóc này có những thành phần Việt trong ngoặc kép đang sinh sống ở Thái Lan dưới cái nhãn hiệu là người tốt, tốt trong ngoặc kép nha. Và đánh giá của đám đông tị nạn bên đó, thấy không? Trong bên Thái Lan nó có nhiều cái thành phần mà có thể gọi là tình báo á, tình báo của Việt Cộng nó đang ở bên Thái Lan. Cộng sản Việt Nam có những đặc tình cơ sở thế này. Đặc tình của chúng là hết lòng giúp đỡ A, khiến A nghĩ rằng đó là người tốt. Vì nếu không có A đã bị gì đó, nhưng A không bao giờ nghĩ rằng tên đặc tình đó muốn qua A để tìm hiểu thông tin nhằm triệt hạ B. Ghê. Bởi vì nó mới tiêu diệt những người đấu tranh dễ dàng được. Cái bản chất của con người Việt là vậy. Dù cho đấu tranh đi nữa, họ nghĩ ai tốt với mình là được. Họ không cần phải đau đầu để tính đến chuyện kẻ kia đã lợi dụng mình để hại bi. Ghê. Hành vi của Tổng cục 2 Tình báo quân đội bắt Trương Duy Nhất ở Thái Lan đáng được gọi là bắt cóc, mặc dù họ có lệnh bắt Nhất về tội liên quan đến kinh tế, mặc dù họ có làm việc với chấm 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 nào đó ở Thái Lan, nhưng tất cả đều vô giá trị vì việc họ đưa Nhất trở về không qua con đường chính thức. Lẽ ra sau khi Nhất đã trình diện ở cao ủy tị nạn, việc đưa Nhất trở về phải qua một quá trình xem xét về luật pháp ở Thái Lan. Nếu không có những quy trình đó, đương nhiên hành vi của Tổng cục 2 đưa Nhất về là bắt cóc xuyên quốc gia có tổ chức. Bây giờ Thái Lan cũng khẳng định không biết gì về Nhất. Sau khi Nhất đến cao ủy tị nạn, có nghĩa người Thái sẵn sàng phủ nhận hoàn toàn việc dính dáng đến Tổng cục 2 Tình báo quân đội Việt Nam qua vụ bắt Trương Duy Nhất. Nếu như vậy, hiển nhiên việc Tổng cục 2 bắt Nhất về hoàn toàn là một vụ bắt cóc người. Nếu có những hình ảnh cho thấy là anh Trương Duy Nhất bị bắt á, khi mình cái hình ảnh em bây giờ tôi quên mất rồi thì đã không nói được nha, tại vì trong đây nó cũng không có cái hình ảnh để mình coi nữa, tại vì khi mình copy á, thì mấy hình ảnh thì mình phải mất thời giờ mình upload lên. Bây giờ TV đọc tiếp, nhưng mà có thể cho hình ảnh sau này TV cũng bỏ vô trong đây nè. Ngày 26 khi Nhất cắt bỏ điện thoại, anh vào siêu thị Future Bạc là ảnh đang bị bắt ở Future Bạc á, là cái nãy thì hình ảnh TV 26 muốn nói đó. Tìm mạng Internet để liên lạc tìm sự giúp đỡ của đồng hương. Có 3 đồng hương biết vị trí của Nhất, trong đó là Bạch Hồng Quyền, Cao Lâm và Kami nha. Đây là cái chi tiết rất là quan trọng để chúng ta biết được ai là cái người mà tình báo của Việt Cộng để mà đưa cái nguồn tin của Trương Duy Nhất mà cho Cộng sản bắt. Tại vì chỉ có 3 người này đó, 3 người đồng hương biết vị trí của Nhất lúc đó thôi. Bạch Hồng Quyền là một người đấu tranh đại khái về là Cao Lâm và Kami. Hiểu không? Kami là người cho đài AFE, còn một người Cao Lâm thì cái đó TV không rành mấy nha. Còn Kami thì TV rất là rành. TV rất là nghi ngờ cái nhân vật này nhiều nhiều lần lắm. Bạch Hồng Quyền thì TV không có nghi đâu. Bạch Hồng Quyền là người ta trong cái giới đấu tranh mà người ta đang trốn chạy mà. Ngay sau đó thì Nhất bị bắt. Trong mấy ngày Nhất ở Thái Lan, một người Việt tên là Huân liên lạc dò hỏi chỗ ở của Nhất với lý do là muốn mời đến nhà bà Sương, người ở Đà Nẵng để nhậu. Bà Sương xác nhận không hề quen Nhất và cũng không hề có ý là mời Nhất đến nhà.
Cao Lâm là một người được cộng đồng người Việt tị nạn ở Thái Lan đánh giá là người tốt, vì Cao Lâm có nguồn tiền bên Mỹ gửi về giúp đỡ cho người tị nạn. Cao Lâm cũng giúp đỡ những người tị nạn rất nhiều, nhưng có một điều là ngay cả những vấn đề liên quan đến sứ quán Việt Nam, Cao Lâm cũng giúp đỡ được. Thành ra cái đấy là nó những cái điểm mà nó đưa ra cái sự nghi ngờ thôi, chứ chưa biết cái nhân vật nào là đang làm tình báo cho Việt Cộng ha. Nhắc đến nhân vật Cao Lâm này, rất nhiều người tị nạn sẽ phản ứng cho rằng Cao Lâm là bị vu khống. Vì lẽ đó mà đầu bài viết phải nhấn mạnh đến các đối tượng đặc biệt và những người đấu tranh. A, B, Kami là một bút danh quen thuộc, tỏ ra thông thạo mọi nguồn tin nội bộ. Những việc trời ơi tận đâu Kami cũng đề cập đến vẻ thông thạo. Nhưng giờ phút mà Kami biết nhất ở đâu, mất tích thế nào, thì không thấy Kami đã động. Anh ta đang là cái viết bình luận cho đài AFA, đài RFA đó, xin lỗi. Bạch Hồng Quyền là nhân vật có nhiều người Việt Nam biết đến vì ông ta đang tị nạn ở Thái Lan, vì cùng vụ với Hoàng Bình đó. Hoàng Bình là một người đấu tranh rất là dễ thương đó, quý anh chị em biết mà. Quyền được nhiều người biết là đệ tử của tôi, người buôn gió. Từ khi sang Thái, Nhất gặp Quyền để nhờ việc đi lại ăn ở. Thì đó, Trương Duy Nhất này có lẽ là quen thân đến anh Bạch Hồng Quyền, hiểu không? Để nhờ về việc đi lại ăn ở. Đây là ba người biết vị trí của Nhất trước khi Nhất bị bắt. Cả ba người này đều quen biết nhau. Nhiều người tị nạn ở Thái Lan mang ơn của Cao Lâm chất vấn tôi rằng tại sao không đưa tên của Bạch Hồng Quyền vào bài viết của mình mà chỉ nhắc đến Cao Lâm và Kami. Nay tôi xin chiều họ, đưa lên cho sòng phẳng. Hiện nay Bộ Ngoại giao Đức đang chú trọng quan tâm đến vụ bắt cóc này, bởi nó giống như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trên cơ sở những gì người Đức thu thập được, họ sẽ làm việc với cơ quan cảnh sát quốc tế. Khi ấy sẽ còn nhiều điều sáng tỏ nữa. Rồi, bây giờ TV256 phải đọc tiếp theo nữa. Chờ nghe quý anh chị em. Mỗi lần qua bài đọc đó thì nó chuyển hình, thành ra nó cũng khó khăn lắm, chứ không phải là tự nhiên là mình đọc được. Thành ra mong quý anh chị em thông cảm cho. Cái bài này đọc chưa ta? 8 tháng 2 vào lúc 8:19. Chưa đọc. Rồi. Lúc 8:19 ha, bọn cộng sản đang dùng những đặc tình cài cắm trong hàng ngũ đấu tranh và các tờ báo bên ngoài để người ta hoài nghi việc Tổng cục 2 bắt Nhất là chưa chắc chắn. Điều này khiến các tổ chức quốc tế trở nên đứng đắn, đắn đo chứ, khi đòi hỏi thông tin về Trương Duy Nhất, giúp cho bọn cộng sản có thời gian ép buộc Nhất phải tự thú mình, tự bỏ về đầu thú. Ngày 27 tháng 1 2019, nhà báo được giới đấu tranh dân chủ ở Việt Nam tin tưởng là Trương Huy Sang
khẳng định với một số người rằng Nhất chưa bị bắt. Từ tin này của Huy Sang khiến giới dân chủ ngập ngừng khi xác quyết Nhất bị bắt hay chưa? Chấm hỏi. Nói về bọn dân chủ này, nhớ vụ Trịnh Xuân Thanh, chúng lên án mình và vì ghét Cộng sản Việt Nam mà tiếp tay cho quan tham. Chúng cho rằng mình không đạo đức khi dùng biện pháp bẩn thỉu là dùng thanh tấn công Phú Trọng. Chúng nói không thể do mục đích chống cộng sản mà sử dụng biện pháp lưu manh. Là khi mà anh Bùi Thanh Hiếu này sử dụng Trịnh Xuân Thanh đó để tấn công Nguyễn Phú Trọng đó mà. Nhưng thật lạ, khi bọn Phú Trọng dùng biện pháp lưu manh là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức, chúng lại nói rằng quan tham phải trả giá. Đối với quan tham, biện pháp nào cũng được hết, miễn là cho ra tòa. Rồi chúng vỗ ngực là người đấu tranh vô tư, công tâm và khách quan. Bây giờ người buôn gió, 8 tây tháng 2, 19 giờ 46. Chuyện hài nhất ở Bô Sa là tờ báo Người Việt treo lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa. Lẽ ra họ phải treo lá cờ Mặt trận Giải phóng miền Nam nửa xanh nửa đỏ mới đúng bản chất của họ ngày nay. Tờ báo này do muốn cạnh tranh với các tờ báo hải ngoại nên sử dụng rất nhiều bọn phóng viên báo đảng trong nước. Bọn phóng viên này giờ sang Mỹ làm cho báo Người Việt đi đi về về như trảy hội. Nghe nói tờ báo này hoạt động như dạng công ty cổ phần. Đợi TV chút xíu nữa nha, tại nó có nhiều điều mà phải hoạt động như công ty cổ phần. Nằm đâu rồi? Cổ phần. Một số người cũ đã bán cổ phần vào bọn mua lại số đó. Đám còn lại chỉ dạng cơm áo gạo tiền. Số người có tâm thì quá ít ỏi. Thằng Đỗ, phóng viên của báo Thanh Niên là một ví dụ. Thắng Đỗ chứ, không phải thằng Đỗ nha, Thắng Đỗ. Hiện Thắng Đỗ đang làm cho báo Người Việt. Hai em Linh ở báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh và em dì báo Phụ Nữ với Trương Quang Quốc Dũng báo Tuổi Trẻ nữa. Đó, có những người gọi là tên tuổi đồ này nọ đang làm việc cho báo Người Việt nha. Ai ở Cali biết đám này sang Mỹ theo diện gì không? Chấm hỏi. Tại sao làm trong tờ báo Người Việt có treo cờ vàng ba sọc to quỳnh ở trước cửa? Vài năm trước, nhóm Trương Tấn Sang đã đưa Trương Huy Sang đi Mỹ du học, thực chất là tìm cách nối kết, thâu nạp các thành phần thân cộng trong dân miền Nam di tản nhằm phục vụ cho nhóm Tư Sang, Phúc Nghẹo và Trọng Lú sau này. Cùng Thúy Nga, Paris và báo Người Việt, các thành trì văn hóa, truyền thông chống Cộng sản Việt Nam giờ đã đổi màu. Tiểu Sài Gòn, sau hơn 40 năm, số phận y hệt Sài Gòn xưa, Cộng sản thâm nhập vào cái gọi là trí thức cấp tiến ở Sài Gòn cũ, y như bây giờ chúng đang làm ở Bô Sa, Little Sài Gòn. Ghê không? Rồi, bây giờ xem thêm nữa nha. Người buôn gió, hôm qua lúc 13:33, nói rõ thêm về trường hợp nhà báo Trương Duy Nhất bị cho là bắt cóc. Thứ nhất, giữa nhà báo Trương Duy Nhất và tôi, Nguyễn Ngọc Già, cái này là cái bài viết của anh Nguyễn Ngọc Già nha, chứ không phải là ngài viết của bài viết của người buôn gió. Nhưng mà người buôn gió post lên trên trang nhà của mình.
thì anh Nguyễn Ngọc Nhà ông viết cái bài này. Giữa nhà báo Trương Duy Nhất và tôi là Nguyễn Ngọc Già đó, không hề quen biết và chưa bao giờ tiếp xúc thực tế ngoài đời. Thứ hai, đối với tôi, việc ông Nhất bị cho là bắt cóc không vui, không buồn. Do đó, tôi theo dõi vụ này với tư cách là một nhà báo khách quan, từ đó phân tích ra những điểm khuất tất của sự việc để đưa những bình luận mở ngoặc cũng khách quan đến với quý độc giả. Thứ ba, ngày tôi chưa bị bắt, tôi viết rất nhiều bài về Nguyễn Bá Thanh khi đang tranh chấp để vào Bộ Chính trị. Mở ngoặc, lúc đó nhà báo Trương Duy Nhất cũng chưa đi tù, đóng ngoặc. Và về cả cá nhân ông Nhất xoay quanh mối liên hệ với Nguyễn Bá Thanh, Trương Duy Nhất, ông Nhất cũng chưa bao giờ chê trách hay chửi bới gì tôi cả. Tôi tin ông Nhất hiểu được bản thân tôi là một nhà báo đủ kiến thức và tư cách viết báo. Thứ tư, xuất phát từ ý kiến của nhà văn Bùi Thanh Hiếu cho rằng nhà báo Trương Duy Nhất là người mong muốn tự do dân chủ, và tôi đưa ra ý kiến rằng tôi không tin ông Nhất là người đấu tranh, mở ngoặc hoặc mong muốn tự do dân chủ, đóng ngoặc. Điều này không có nghĩa là tôi ghét nhà báo Trương Duy Nhất, không tin và đưa ra những bằng chứng để rộng đường dư luận. Đó là cách phản biện dân minh, hoài nghi có căn cứ, là chỉ dấu của một nhà báo làm việc khoa học và cẩn trọng. Tôi tự hào về điều này. Thứ năm, ngay cả những người tôi quý mến như Lê Công Định, Trần Quỳnh Di Thức, Mẹ Nấm, Bùi Hằng, vân vân, tôi vẫn viết khách quan khi lên tiếng đòi tự do cho họ. Tôi tin ngay cả những nhân vật nói trên và quý vị độc giả tin tưởng và thương mến, tôi cũng từ đây mà ra. Thứ sáu, tiếng nói của tôi mở ngoặc vốn chỉ là một nhà báo đóng ngoặc, không đại diện cho số đông và càng không đại diện cho ngay cả nhân vật mà tôi viết. Do đó, không thể nói ý kiến của tôi làm phân tán và phân tâm độc giả trước sự việc, cũng không thể nói tôi ác ý hay dèm pha nhà báo Trương Duy Nhất. Bởi nếu cho là như vậy, hóa ra tư duy của mỗi bạn đọc quá kém hay sao? Hay sao? Chấm hỏi. Tôi cho đó là một hình thức coi thường độc giả và dư luận. Thế cho nên nó góp thêm việc lý giải tại sao người Cộng sản Việt Nam luôn tâm đắc với tư duy mở ngoặc là định hướng dư luận, đóng ngoặc. Tức người Cộng sản coi thường độc giả nên cho rằng cứ kiên trì hướng lái bạn đọc rồi mọi người sẽ theo họ thôi. Thứ bảy, qua vụ nhà báo Trương Duy Nhất bị cho là bắt cóc, có độc giả cho rằng tận dụng việc này để lên án cô lập Cộng sản Việt Nam. Theo ý tôi, vô ích. Điều này cũng không có nghĩa tôi phá hoại gì ông Nhất cả. Hãy nhìn lại, suy ngẫm những người tù nổi tiếng như Trần Quỳnh Di Thức, Mẹ Nấm, hay những trước đây là nhà báo điếu cày, sẽ thấy. Hơn nữa, việc nhà báo Trương Duy Nhất theo tôi hoàn toàn khác với những người tù trên, rất khác. Thứ tám, nhà báo Trương Duy Nhất nếu quả thật là bị bắt cóc, tỏ ra chủ quan khi xin quy chế tị nạn chính trị tại Phủ Cao Ủy Liên Hợp Quốc ở Thái Lan, và nó cũng khác xa so với Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Đức. Tôi sẽ nói trong dịp khác. Nguyễn Ngọc Già. Trời ơi, khát nước quá luôn. Nãy giờ không biết mấy tiếng đồng hồ rồi. Người buôn gió lúc 22 giờ, nghĩ ái ngại cho ông Trương Duy Nhất để ra tù, được Trương Huy Sang nó tiếp đón ân cần như anh em sinh tử cùng chiến tuyến để phan 3X. Giờ bị bọn Phúc bắt, toàn đồng bọn của Huy Sang lên án Nhất bị bắt vì kinh tế liên quan đến vụ nhôm, chứ không phải bất đồng chính kiến gì cả. Đồng bọn Huy Sang là Đinh Ngọc Thu, Nguyễn Quang Lập,
và báo người Việt ở Cali cùng ra sức kết tội nhất để định hướng dư luận có lợi cho bọn Bắc Anh nhất. Huy Sang không đỡ lời, lại lấy tin từ Tổng cục 2 tuồn cho bọn bên ngoài để bôi nhỏ nhất. Lúc này mới thấy tình nghĩa làm sao. Mới hôm nào mình chửi anh nhất, hình như năm ngoái thì phải, giờ mình cũng quay ngoắt bên anh ấy, cũng quay 180 độ như bọn kia. Nhưng khác nhau ở chỗ, người trước kia mình ghét mà bị cộng sản bắt tù thì mình bên giật á. Còn bọn kia, người đang mạnh là bạn chúng, bị cộng sản bắt thì người đó trong mắt chúng là xấu xa. Trí thức và lưu manh ở Việt Nam giống nhau như thế và khác nhau như thế đấy bà con ạ. Toàn là những cái tin tức nó liên quan đến tình báo. Cái phần này cũng bài viết của anh Nguyễn Ngọc Già đó, mà được đăng ở trên trang của Tương Duy Nhất. Thôi cũng ráng đọc cho quý anh chị nghe nha. Không biết nãy bao lâu rồi nhưng mà bắt đầu yếu rồi đó. Người thân niên Kỷ Hợi 2019 tiếp theo và hết. Và dự đoán năm Kỷ Hợi 2019, Tô Lâm được phong đại tướng ngày 26 tháng 1 là điều kỳ và lạ. Hình ảnh Tô Lâm về đối nội với những kẻ dưới trướng ra tòa và lãnh án là điều rất kỳ cục. Hình ảnh Tô Lâm về đối ngoại với vụ Trịnh Xuân Thanh được coi là rất lạ lùng. Theo BBC, ngày 9 tháng 2, 2019, nước Đức vẫn chưa buông tha và chắc chắn sẽ không buông tha cho người Cộng sản Việt Nam trong việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Việc Nguyễn Phú Trọng phong đại tướng cho Tô Lâm tựa như một thách thức ngoại giao với nước Đức và cả Slovakia. Cho tới khi vụ Trịnh Xuân Thanh được giải quyết xong xuôi theo cách nào đó, lúc đó dư luận mới thấy được Tô Lâm có chuyến xuất ngoại nào hay không, tất nhiên trong tư cách công du. Ngoài ra, việc phong đại tướng cho Tô Lâm cũng phản ảnh tâm trạng Nguyễn Phú Trọng, mở ngoặc cũng cố ngai vàng, tấm ngoặc cho chắc chắn hơn. Như vậy, Nguyễn Phú Trọng đang rơi vào thế mở ngoặc, phóng lao phải theo lao, đóng ngoặc, bởi không còn cách nào khác. Điều đó tạo nên nghịch lý cho dư luận thấy rõ. Một mặt, người Cộng sản Việt Nam vẫn muốn EVFTA, cái hiệp định thương mại đó với Âu Châu đó. Mặt khác, không muốn mở ngoặc trắng đen rõ ràng với Đức và cả EU. Do vậy, càng có căn cứ để khẳng định hiệp định thương mại vô cùng khó gỡ. Tất nhiên, không phải vì Đức yêu quý Trịnh Xuân Thanh đến nỗi chỉ cần trả Trịnh Xuân Thanh là xong. Trong ngoặc kép, họ cần danh dự và an ninh quốc gia của họ phải được hoàn trả sòng phẳng. Thứ bảy, về vụ nhà báo Trương Duy Nhất bị cho là bắt cóc, Nguyễn Ngọc Già tin rằng Trương Duy Nhất đã bị bắt cóc. Nguyễn Ngọc Già không tin Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng dính vào vụ này. Trời đất ơi, làm sao mà không dính? Bởi cả hai đã quá thấm thía vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nó có một cái điều mà, tại vì đó, ở bên Thái Lan, mà Thái Lan đó thì cái thằng Việt Cộng nó đã quen thuộc rồi, thành ra nó không sợ gì hết á. Hồi nào tới giờ nó không sợ. Nó đã từng bắt cóc thầy Thích Trí Lực, rồi nó với anh mà Lê Trí Tuệ nữa. Nó bắt cóc về Việt Nam rồi nó bỏ tù tỉnh bơ à. Nó đâu có coi cái chủ quyền quốc gia của nước Thái như thế nào. Nên ra nó quen vụ này rồi sức mấy mà nó không có dính líu. Nguyễn Phú Trọng nói mà Nguyễn Xuân Phúc không, ở TV cũng chưa tin mấy nữa.
nhưng mà nó cũng phải qua bên, nó phải có tiếng nói của Nguyễn Phú Trọng hỗ trợ vô nó mới dám bắt thôi. Và nó nghĩ rằng nó sẽ làm được và không ai biết. Cái khổ đó là nó không, người ta không biết mà ngày nay lại có bằng chứng. Thành ra cái vụ này nó lớn lắm, nó lớn hơn cái vụ Trịnh Xuân Thanh nhiều lắm, bà con ơi. Cái vụ này nó lớn kinh hoàng luôn á, nhưng mà tại vì người ta có bằng chứng của một cái vụ bắt cóc. Và cái bắt cóc như vậy đó nó làm cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa bị mất uy tín hoàn toàn với thế giới. Và khi bị mất uy tín như vậy đó thì làm sao mà Tổng thống Trump có thể là tham dự cái cuộc hội nghị thượng đỉnh với Bắc Hàn được. Theo cá nhân TV nghĩ, 256 nghĩ đó là cái cuộc họp thượng đỉnh này đó vào ngày 27, 28 tới tháng 2 đó coi như là còn phải 17, 18 ngày nữa chắc chắn sẽ bị thay đổi. Tổng thống Trump không khi nào mà chấp nhận mà lần thứ hai như vậy mà để mà trọng phúc mà có thể bắt người như vậy đâu. Thì bây giờ đó mình đâu có biết được cái bọn ác gian mà nói chuyện gì nó lại không làm. Ở Tổng thống Trump qua nó bắt Tổng thống Trump đó rồi lúc đó nước Mỹ làm cái gì nó đòi hỏi yêu cầu này nọ rồi nó mới thả ông Tổng thống Trump chứ không phải dễ đâu, hoặc nó thủ tiêu luôn mình cũng không biết được nữa. Một cái thằng mà nó ác như vậy, nó bắt cóc như vậy mà làm sao mà có thể mà mình chấp nhận để mà mở cái hội nghị thượng đỉnh tại Đà Nẵng được hoặc là tại Hà Nội được. Vô phương. TV256 có nghĩ rằng đó là sẽ bỏ thôi, bỏ cái địa điểm và chọn một cái địa điểm ở Mã Lai Á hoặc là ở bên Nhật Bản là này nọ nó an toàn hơn. Mà một cái thằng mà nó mất uy tín như vậy, nó chơi toàn toàn là cái điều mà khủng bố, tội dạ gì mình đi mình chọn cái địa điểm bên đó. Ông Trump chắc không khùng đâu, một lần là đủ người ta sợ rồi, cái này nó hai lần nữa. Nó hai lần mà nó đi bắt cóc người như vậy, bảo đảm. Để TV coi coi còn mấy ngày nữa coi có thay đổi địa điểm không, mà tôi tin rằng đó, ông Trump, Tổng thống Trump đó sẽ thay đổi địa điểm, đổi địa điểm họp với Kim Jong Un ha. Rồi TV xin đọc tiếp nha. Người buông gió 12 giờ. Khi khẳng định Trương Duy Nhất bị bắt cóc, mình còn những bằng chứng khác, nhưng vì bảo vệ nguồn tin mình không đưa ra. Những bằng chứng này chỉ cần một cơ quan cảnh sát cấp quận cũng dễ dàng kiểm chứng độ xác thực. Vấn đề là mình giao cho nó cho tổ chức nào, họ bảo vệ được tính mạng và nguồn tin. À, cái đó quan trọng ghê không? Chế độ Cộng sản Việt Nam tốt nhất là thú nhận đang giam giữ nhất và dựng kịch bản nào đó để biện minh cho việc vì sao có nhất ở trong tay. Mục đích mình chỉ muốn vậy. Vì khi chế độ Cộng sản Việt Nam nhận giam giữ nhất thì tính mạng anh ta mai ra còn được bảo đảm. Nhưng đến giờ dường như Cộng sản Việt Nam muốn thủ tiêu nhất. Đó quan trọng ghê không? Nên Nguyễn Quang Lập dọn đường dư luận về khả năng nhóm bí mật nào đó bắt và đang giữ nhất ở Thái. Lập cho rằng nếu Cộng sản Việt Nam bắt nhất về thì đã rò rỉ nguồn tin ra ngoài. Cách bào chữa rất tinh vi này mới thấy chính là nguy hiểm cho nhất. Nhà văn còn đao phủ có thể là một, như trường hợp Hoàng Phủ Ngọc Tường, bạn thân của Lập đã ví dụ. Hay hay lại dính líu nhà văn Nguyễn Quang Lập nữa.
Chắc TV phải làm xong cho rồi, nhưng mà làm xong chắc không kịp quá. Bây giờ mới bước vào để coi. Chà, cái bài này còn dài nữa. Trời đất ơi, dài quá rồi. Mà bây giờ mình đọc nãy giờ nó mệt quá sắp trời luôn, làm sao mình đọc tiếp được. Thượng tướng Bùi Văn Nam và một góc nhìn về lựa chọn nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trời đất ơi, bài này dài quá sao trời, đọc không hết đâu thưa quý anh chị em ơi. Mà còn nhiều nữa. Thôi TV256 xin chấm dứt ở đây đi. Mình sẽ có phần clip thứ hai nha quý anh chị em. Clip thứ hai đi. Chứ mà chịu không nổi rồi. Càng ngày càng yếu rồi. Chịu không nổi tí nào nữa. Thôi TV xin xin chấm dứt ở đây đi. Bọn lực lượng tư lệnh viên báo cáo Facebook rồi bị xóa mất cái. Dạ, TV xin mến chào quý anh chị em. Và tiếp đến đó, cái trong cái bàn này đó là TV nói về cái phần mà hồi nãy TV quên nói nha. Là cái vụ của Trương Duy Nhất này là cái phần là, đó là một cái đối thủ mà Trương Duy Nhất thì để tôi bớt cái volume lại thì là có thân với quý anh chị em. Thấy hồi nãy không biết TV có nói vụ này chưa, là cái vòng đỏ đỏ đó đó là chụp hình cái điện thoại, mà cái điện thoại có một cái đầu người ở trong đó mà ở từ trên cao chụp xuống, thì TV nghĩ rằng có thể đó là hình ảnh của anh Trương Duy Nhất thôi, tại nó còn hơi nhỏ thành ra mình không biết. Thành ra thôi, kính chào quý anh chị em nha. Cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe cái clip này. Và xin chào, chấm dứt ạ.